chương 496, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê bỏ lại Phạm Anh, ba người tiêu phàm vội vàng rời khỏi quán cà phê Hắc Thiên Nga. Sao thế? Vừa đi ra quán cà phê, cơ khinh xa liền nhẹ giọng hỏi. Tiêu phàm thấp giọng đáp. Có một người rất mạnh, tiến vào hoàng gia. Người rất mạnh, cơ khinh xa hơi kinh ngạc, thật sự cái định ngữ, hùng mạnh cũng tùy người thôi. Ở trong mắt người thường thì không có tiêu chuẩn nào, còn theo tiêu phàm, chính là tiêu chuẩn giọng cười tiêu phàm lập tức khẳng định nói đúng thế cực kỳ hùng mạnh rất hiếm thấy lần này cơ khinh xa thật sự giật mình ngay cả tiêu phàm cũng liên tiếp dùng hai định ngữ xem ra người này là thực sự rất khó lường chỉ có điều người này rốt cuộc là người nào tại sao bỗng nhiên tiến vào hoàng gia vào ban đêm rất nhanh xe con liền trở về tiểu khu bọn họ tạm thời thuê khi xuống xe tiêu phàm bỗng nhiên dừng chân lại ngẩng đầu, hướng lên đỉnh tòa nhà trên đầu, khóe miệng hiện lên vẻ kinh ngạc, thản nhiên nói. Thật trùng hợp, người bạn cũ cũng đến rồi. Hai hàng lông mày cơ khinh xa nhẹ nhàng dương lên, hiển nhiên, cô cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, chỉ có điều loại hơi thở này rất nhạt, như có như không, cơ khinh xa cũng không thể khẳng định chắc chắn. Hình như là, Vladimir, cơ khinh xa nghi ngờ nói. Audio điện tử võ tấn bền về phần khí tức của mikhail cơ khinh xa hoàn toàn không thể cảm nhận được có lẽ cũng là bởi vì mikhail cao minh hơn vladimir tiêu phàm cười cười nói vladimir chẳng qua chỉ là đi theo mà thôi xem ra ngài bá tước đích thân đuổi tới giáp lục đảo quả nhiên là có mưu đồ khác nếu chỉ là phạm anh và tập đoàn phạm thị của gã thì không thể thu hút được sự chú ý của mikhail mikhail cũng tới sao ừ đang ở tầng thượng bên kia tuy nhiên đừng lo tôi phỏng chừng bá tước cũng là bị vị kia thu hút tới, chúng ta không phải mục tiêu thăm hỏi của ông ta. Tiêu phàm gật gật đầu, nói, vẻ mặt lập tức trở nên thoải mái hơn. Mặc kệ lai lịch Mikhail thần bí đến cỡ nào, chỉ cần ông ta không chủ động gây hấn, tiêu phàm liền không có ý định dây dưa gì với ông ta. Ít nhất lúc này, tiêu chân nhân không muốn gặp chuyện phiền phức. Trên đỉnh lâu, Mikhail vốn chú ý động tính bên trong hoàng phủ bỗng nhiên cũng cúi đầu xuống nhìn, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nói: "Vladimir, Tiêu tiên sinh đã trở lại, hắn hình như đã biết chúng ta cũng ở nơi đây." Vladimir giật mình kinh hãi, vội nói: "Thưa ngài, vậy chúng ta có nên tránh đi hay không? Nếu để người khác nhìn thấy, đường đường là bá tước Mikhailin tiên sinh lại trốn trên mái nhà người khác thì thực sự không biết nên giải thích thế nào. Có một số việc tốt nhất là không nên để người khác nghi ngờ. Sự hoài nghi rất dễ dàng lên men đấy." Rất nhiều bí mật của người nổi tiếng chính là bị chính sự hoài nghi ban đầu vạch trần đấy. Mikhail cười cười, nói, không sao, chúng ta không phải là kẻ thù, ít nhất bây giờ không phải. Ta phỏng chừng, tiêu tiên sinh ních thân chạy tới nơi này, cũng là có mưu đồ khác. Chắc chắn sẽ không phải là nhắm vào Mikhail. Trước đó, tiêu phàm trừ phi là thần tiên mới có thể đoán ra được ông ta cũng sẽ đuổi tới thành lạc già, sau đó chạy trước đến nơi này để chờ ông ta. Vladimir ngẫm nghĩ một chút, nói. Bá tước, dường như ngài vô cùng tín nhiệm tiêu phàm. Mikhail cười nói. Vladimir, không phải tín nhiệm, mà là thưởng thức. Có vài người, có lẽ người không thể trở thành bằng hữu với hắn, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp để tránh trở thành kẻ địch của hắn. Đó tuyệt đối không phải là việc làm người ta vui vẻ. Vâng, thưa ngài. Vladimir vội vàng kính cẩn mà đáp. Mikhail liền khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, Vladimir không thể hiểu nội tâm thưởng thức tiêu phàm của ông ta, chỉ có điều theo thói quen mà phục tùng quyết định của ông ta mà thôi. Thứ gọi là cảnh giới này, tùy với từng người sẽ có sự khác biệt. Không nhất thiết là thời gian sống dài, cảnh giới nhất định sẽ rất cao. Cũng may Mikhail nhìn chúng chính là Vladimir rất trung thành, chứ không phải y thông minh cơ trí và trí tuệ uyên bác. Chủ tớ hai người bên này trao đổi vài câu, dưới lầu đã không thấy bóng dáng đám người tiêu phàm khu tiểu khu người hoa xa hoa này, quy mô cũng không quá lớn, tổng cộng chỉ có 4 tòa nhà, đều cao tới hơn 10 tầng. Phạm Nhạc thuê phòng, cũng đã tiếp cận tầng cao nhất. Song song với tầng Mikhail đang ở. Sau một lát, gần tầng cao nhất sáng lên ngọn đèn, tiêu phàm, cơ khinh xa và phạm nhạc đều xuất hiện tại ban công, nhìn về phía hoàng phủ. Hai hàng lông mày tiêu phàm nhướn lên. Tuy khoảng cách không phải quá gần, ngọn đèn hoàng phủ cũng không phải quá sáng, nhưng nhãn lực tiêu phàm từ xa xa nhìn sang, liếc mắt một cái đã nhận ra được người đàn ông mặc trang phục người Hoa. Tròm dâu được cắt tỉa vô cùng tinh xảo kia chính là dấu hiện nhận biết người này. Ma Cưu Đại Quốc Sư Ngay sau đó, cơ khinh xa cũng nhận ra Ma Cưu, không kìm nổi kinh hô một tiếng. Ma Cưu Đại Quốc Sư Sau đó cô đưa tay che miệng anh đào nhỏ lại. Điều này thật sự là làm cho người khác giật mình, Ma Cưu Đại Quốc Sư không ngờ tự thân xuất mã, Gợi yêu taết Hoàng Phủ. Vị nhân vật trong truyền thuyết này, cơ khinh xa ở thành lạc già hơn 3 năm, cũng chỉ là nhìn qua hình của ông ta, tận mắt nhìn thấy hình dáng, đây là lần đầu tiên. Trên thực tế, cơ khinh xa cũng không có thể xác định, người đàn ông mặc hoa phục này chính là ma cưu đại quốc sư, nhưng kết hợp lời tiêu phàm vừa mới nói, cơ bản có thể xác định ra rồi. Tiêu phàm đánh giá người này là cực kỳ mạnh, cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ ma cưu đại quốc sư, Cơ khinh xa vẫn thật nghĩ không ra người nào khác có thể nhận được sự tôn sùng như thế của chân nhân trưởng giáo vô cực môn. Thực sự là ma cưu đại quốc sư sao? Ngay cả phạm nhạc trước giờ không nói gì cũng kinh hãi không hiểu, mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Dù tiêu phàm lần này đến thành lạc gia, mục đích chính là muốn đối phó với ma cưu đại quốc sư, hái, xích viêm thảo, từ trong trang viên của ông ta, thì việc mặt đối mặt ma cưu đại quốc sư là chuyện sớm hay muộn nhưng mà đó là đỉnh cao quyết đấu chỉ sau khi chuẩn bị hết mọi việc thật tốt, chứ không phải tao ngộ chiến, thình lình xảy ra trước mặt như này. Bởi vì không ngờ đến, cho nên rất giật mình. Xem ra hành tung của Tô Nam giáo chủ, vẫn bị bại lộ. ma cưu đại quốc sư đặc biệt vì Tô Nam mà đến. Hai hàng lông mày nhướn lên của tiêu phàm lập tức bình phục, ánh mắt sáng ngời nhìn tình hình xa xa trong hoàng phủ, chậm rãi nói. Chẳng qua chỉ trong khoảng khắc, tiêu phàm có thể đưa ra phán đoán chính xác dù sao nơi này cũng là thành lạc già là nơi bất cổ phái phát triển an toàn người bình thường thật sự không đủ trình độ tự mình ra tay với ma cưu đại quốc sư tùy tiện phái một hàng đầu sư trong giáo phái của ông ta ra cũng có thể giải quyết được vấn đề chỉ có tô nam mới đáng để ma cưu thận trọng đối đãi như thế hàng đầu sư khác của phái bất cổ đến đây cơ bản đều là tự tìm chỗ chết tình hình trong hoàng phủ sớm đã khác hoàn toàn với trận chiến mang tính thử công thủ hiện tại đã tiến vào trận đánh giáp lá cả chính thức rồi tô nam đứng một chỗ ở bên trong bồn hoa bốn phía gió nổi từng trận toàn bộ hoa cỏ thực vật trong bồn hoa sớm trở nên khô vàng giống như đã chết héo toàn bộ tô nam thậm chí bị một màn xương đen bao vây lại chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút bóng dáng mơ hồ mọi người ở bên trong sương mù ngoại trừ tô nam ở ngoài còn có sáu bóng đen như ẩn như hiện phân thành sáu phương khác nhau bảo vệ tô nam bên trong màn xương đen bao vây tô nam, chính là từ miệng sáu bóng đen này phun ra, nối thành một mảnh. Không hề nghi ngờ, đây là sáu gã âm quỷ mà tô nam nuôi dưỡng, đã triệu hồi toàn bộ ra rồi. Sáu tên âm quỷ này bày ra sáu tư thế khác nhau, đều khá cổ quái, thật giống như một loại công pháp kỳ quái nào đó mà hàng đầu sư đang tu luyện. Trong mắt của tiêu phàm, lại hiện lên tia kinh ngạc. Thật sự thì, tạo hình mà sáu gã âm quỷ của Tô Nam bày ra có vài phần tương tự với Luân hồi tương ác quỷ đạo lục pháp tướng. Nếu không phải là trùng hợp, lẽ nào ác quỷ đạo cũng có chút liên hệ với pháp môn tu luyện của nạp cắt phái. Thật giống như kế thừa cử quỷ lưu nước Đông Đảo là thoát thai từ ác quỷ đạo lục pháp tướng, kết hợp cùng với trường phái võ thuật địa phương Ninjutsu, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja để hình thành ra cử quỷ lưu. Nghe tương truyền, Nam Dương hàng đầu thuật có nguồn gốc từ châu Á, dung hợp từ miêu cương cổ thuật và nam dương thổ dân lưu truyền mà thành. Vô cực kế thừa bác đại tinh thâm, nhiều năm trước có một bộ phận truyền lưu đến nam dương, bị hàng đầu sư kiệt xuất học tập, dung nhập vào hàng đầu thuật, cũng là điều có thể. Cơ khinh xa bỗng nhiên hạ giọng nói. Không phải nguyên thành tử nói, về tương đối thì hàng đầu thuật của, nạp cát phái, là chính phái sao? Tại sao bây giờ lại không phải? Tô Nam giống như rất thích sử dụng âm quỷ để đối địch, trong suy nghĩ của mọi người thích quỷ như vậy khẳng định không phải là chính phái mà thật ra lại có nhiều mối quan hệ với tà thuật tiêu phàm lắc đầu nói thuật pháp ở bản thân mình mấu chốt ở chỗ tu luyện tâm tính như thế nào hàng đầu sư nuôi dưỡng âm quỷ là phương thức tu luyện lưu hành nhất cũng không thể nói ai thích đuổi quỷ thì người đó là người ác được hơn nữa xem tình hình trong trận đấu tô nam hiển nhiên đã lâm vào trận chiến khó khăn ông ta và sáu gã âm quỷ người hầu Mơ hồ hợp thành một trận phòng ngự pháp màn xương đen vấn vít phạm vi hạn chế ở trong vòng bồn hoa không dám đi ra ngoài mà từng đám lửa màu xanh lại không ngừng vây quanh màn xương đen cao thấp bay múa giống như bảy tám con bướm màu lục khỏe mạnh nhưng cũng không quá sáng ngời trong bầu trời đêm tạo ra một dải màu xanh biếc trói mắt đẹp đẽ cực kỳ huyễn lệ nhìn qua thì những ngọn lửa xanh này vô cùng xinh đẹp lại tựa hồ như là khắc tinh của màn xương đen nhìn ra được màn xương đen cũng không phải là không muốn lan ra bên ngoài, thật sự là bị ngọn lửa màu xanh chế ngự. Màn xương đen chỉ cần đụng một cái đến ngọn lửa màu xanh, liền lập tức bị bốc lên cuồn cuộn, giống như là bị kinh hãi vậy, sẽ cực kỳ nhanh rụt vào bên trong, không dám vượt lôi chỉ một bước. Lại nhìn bên kia, Nguyên Thành Tử và năm tên môn nhân đệ tử, sớm xuất ra các loại pháp khí, miệng lẩm bẩm thì thào cầu nguyện. Phù lục trước mặt bay múa thiêu đốt, gắt gao bảo vệ cho đầu trận tuyến của lục hợp bát hoang trận bên cạnh đám đạo sĩ cũng có mấy ngọn lửa màu xanh biến thành con bướm vây quanh lục hợp bát hoang trận đang tìm cơ hội đột phá vòng tròn phòng ngự của trận pháp đếm một cách cẩn thận thì bên nguyên thành tử có bốn ngọn lửa màu xanh bên tô nam có tám ngọn lửa ước chừng nhiều gấp đôi chương 497, đạo trường sinh bất lão tô nam xem ra tôi đánh giá ngài cao quá rồi ngài thật sự khiến tôi thất vọng rồi ma cưu đại quốc sư cười lạnh nói đứng thẳng cách đó không xa trong lòng hai bàn tay là bảo thạch chói mắt, những con bướm màu xanh vây quanh tô nam và đám người nguyên thành tử không ngừng bay múa, chính là bay ra từ trong đám lục mang đó. Do thời gian hơi dài, những con bướm màu lục dần dần ảm đạm, lập tức sẽ có những con bướm màu xanh mới bổ sung đi vào. Cho tới lúc này, tất cả những người đứng xem đều có thể nhận ra được, mà cựu đại sư đang chiếm thế thượng phong, ngăn chặn tô nam và đám người ngọc dương quan ở một góc, chỉ có thể chống đỡ chứ không có sức trả đòn tất cả hàng đầu sư trong truyền thuyết nước Đan Mạn, Tô Nam là người số một sau Ma Cưu, cũng là hàng đầu sư duy nhất có đủ năng lực một mình đối chọi với Ma Cưu. Tuy nhiên tình hình hiện tại, sự chênh lệch giữa Tô Nam và Ma Cưu không nhỏ tẹo nào. Tô Nam, hừ, lạnh một tiếng nói. Đại quốc sư, ngài thật lợi hại, nhưng nếu muốn họ ẩn toàn đánh bại tôi thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ha ha, âm quỷ của ngài đều ở trong trang viên rồi sao? Ngài không dám đưa ra một lòng giữ lấy đại quốc sư không dựa tòa ẩn lực vào âm quỷ thì không thể đáng sợ như thế được tô nam ngài không cần thăm dò nữa tôi biết ngài còn giữ lại một chút tiềm lực chưa phát huy ra nhưng như thế thì đã sao chứ chỉ có thể cầm cự được trong thời gian ngắn thôi tôi muốn ngài ngoan ngoãn ở trong nhà không ra ngò ai có lẽ có thể bảo tòa ẩn được tính mạng ma cưu không chút khách khí nói đại quốc sư nhắm chúng tôi rồi sao ha ha tô nam có phải tôi nhắm chúng ngài hay không trong lòng ngài tự biết ngài còn có tuyệt chiêu gì thì mau xuất chiêu đi để cho tôi lĩnh giáo sự lợi hại của phái nạp gát các vị thật ra nhiều năm như vậy mà không có một đối thủ nào kể ra cũng rất nhàm chán ở chỗ cao quá sẽ bị lạnh nếu đã như thế ngài còn muốn luyện thiên quỷ hàng làm gì ngài đã là đệ nhất thiên hạ cho dù có luyện thành công thiên quỷ hàng thì vẫn là thiên hạ đệ nhất vậy thì có ý nghĩa gì chứ Ma Cưu cười, cười ha hả, nói. Tô Nam, ngài vẫn chưa từ bỏ ý định có được tin tức chính xác. Thật ra nói cho ngài biết thì cũng chẳng sao, trên đời này ai không muốn trường sinh bất lão chứ? Trường sinh bất lão? Tô Nam cười lạnh một tiếng. Đại quốc sư, tôi thấy ngài bị quỷ mê hoặc rồi, thiên quỷ hàng có thể trường sinh bất lão sao? Không cần nói đến nhiều nguy hiểm, hy vọng thành công nhỏ như vậy. Cứ cho rằng ngài luyện thành công, vậy ngài vẫn là ngài sao? đến lúc đó chỉ sợ không thể xác định được ngài là người hay quỷ. Khống chế cơ thể ngài rốt cục là người hay âm quỷ, ai có thể nói rõ được đây? Ma cư quát, ngài thì biết cái gì? Nếu thiên quỷ hàng có thể thắng lại được vô thượng thần thuật mà đại thiên vương truyền lại, thì tất nhiên đó chính là con đường trường sinh bất lão. Ngài không hiểu thì đừng có nói bừa. Vậy sao? Vậy xin hỏi, hiện tại đại thiên vương đang ở đâu? Nếu ngài có thể mời ông ta ra cho tôi gặp mặt, thì tôi sẽ một mực kính phục ngài, mọi việc đều nghe theo ngài. Vớ vẩn, ngài là ai chứ, cũng muốn gặp Đại Thiên Vương. Đại Thiên Vương là người mà ai cũng có thể gặp sao? Chỉ có hàng đầu sư cao nhất mới là người thừa kế của Đại Thiên Vương, mới có thể nhận được sự kế thừa chính thức. Còn ngài, ha ha, còn kém xa lắm." Ma Cưu khinh thường nói. Tuy đứng cách đó không quá gần nhưng đoạn đối thoại này vẫn lọt vào tai những người ơi đứng xem. Vladimir sắc mặt thay đổi, hưng phấn nói với Mikhail. Tiên sinh, nếu tôi không nghe lầm thì ông ta đang nói đến đạo trường sinh. Mikhail nhẹ giọng nói ra. Truy, cập http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyencuatui net gạch chéo để đọc truyện Vladimir, người không nghe lầm, ông ta đang nói đến đạo trường sinh. Tuy nhiên theo sự hiểu biết của tôi về hàng đầu thuật, thiên quỷ hàng mà ông ta nói không thật sự trường sinh được. Chỉ có cách biến mình thành một ai sinh vật mới, thì mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu chỉ là như thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đó tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta muốn tìm. Tâm tình hưng phấn của Vladimir lập tức chìm xuống, có chút chán nản lắc đầu nói. Nếu thực sự là như vậy, thì đối với chúng ta mà nói, quả thật không có ý nghĩa gì. Mikhail lại còn nói thêm. Làm việc không thể vơ đúa cả nắm, thiên quỷ hàng là hàng đầu thuật cao nhất Nam Dương. Trước kia cũng chỉ tồn tại trong điển tích mà thôi, ngoại trừ trong truyền thuyết ra không có ai thực sự luyện thành công. Sau khi luyện xong sẽ ra sao, hiện tại cũng không ai biết. Nói ra thì cũng đáng để mong đợi đấy. Cho dù sự thật là không có nhiều trợ giúp đối với chúng ta, nhưng có thể hiểu biết hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Vladimir liếc mắt nhìn ma cưu đại quốc sư đang nắm trong tay đại cục, lo lắng nói. Tiên sinh, vị đại quốc sư này rất dũng mãnh, chỉ e rằng ông ta không hoan nghênh việc chúng ta xâm nhập để tìm hiểu về ông ta thiên quỷ hàng là bí mật của giới hàng đầu Nam Dương. Cho dù là luyện thành công, thì ma cưu đại quốc sư cũng không dễ dàng để người khác nhìn trộm. Mikhail nhẹ nhàng cười, thần thái thoải mái nói. Vladimir yêu quý, châu Á có câu ngạn ngữ, mưu sự tại nhân. Dù chuyện này có khó khăn thế nào, thì cũng có cách để giải quyết. Vâng, thưa ngài. Vladimir vội vàng không người, kính cẩn nói. Rất lâu trước kia, Vladimir đã đi theo bá tước, cụ thể là đi theo bao lâu thì Vladimir cũng không nhớ rõ nữa. Khi đó Vladimir còn rất trẻ, qua nhiều năm, Vladimir chứng kiến vô số huyền thoại của bá tước tiên sinh, những sự thực không đếm hết được, khiến Vladimir kiên định tin tưởng, chỉ cần ngài bá tước nói thì tuyệt đối không sai. Sự sùng bái của Vladimir đối với bá tước xuất phát từ trong nội tâm, mù quáng và triệt đề. Cùng lúc đó, thứ mà cơ khinh xa chú ý đến không phải là điều này. Đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn tiêu phàm, hạ giọng nói, tiêu phàm, nghe lời này của đại quốc sư lẽ nào ông ta thực sự đã từng gặp đại thiên vương sao? Không đợi tiêu phàm mở miệng, phạm nhạc đã lắc đầu liên tục, quả quyết nói. Không thể nào, đó là nhân vật trong truyền thuyết, làm sao có thể còn sống được? Cơ khinh xa nói, tôi cũng biết lạp chắc đắc lý là nhân vật huyền thoại. Nhưng nếu ông ta thực sự luyện thành thiên quỷ hàng và sống đến hiện tại cũng hoàn toàn có khả năng đấy. Thiên quỷ hàng có thể không trường sinh, nhưng sống được mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm thì cũng có thể. Theo truyền thuyết thần thoại của nước Đan Mạn, nếu Lạp Trác Đắc Lý còn sống, thì cho tới nay cũng chưa đến một nghìn năm. Phạm Nhạc thản nhiên nói, nếu thực sự có đại thiên vương, hơn nữa vẫn còn sống, vậy thì người sợ ông ta nhất hẳn là Ma Cưu. Bởi vì trong truyền thuyết, sau khi luyện xong thiên quỷ hàng, trở thành thân thể nửa người nửa linh, muốn trường sinh bất lão, Nhất định phải không ngừng cắn nuốt những linh hồn hùng mạnh để duy trì tính mạng của mình. ma cưu chẳng phải là đối tượng tốt để chiếm đoạt hay sao? Cơ khinh sa lập tức nghẹn lời. Phạm nhạc phân tích quả nhiên rất có lý, không thể bác bỏ được. Tiêu phàm hạ giọng nói nói. Điều này cũng chưa nhất định. Nếu thiên quỷ hàng thật sự có thể khiến người ta sống lâu hơn, kết nối sức mạnh của thiên địa, như vậy thì thời gian càng lâu, có lẽ không cần phải chiếm đoạt linh hồn người khác để duy trì tính mạng trong trời đất có rất nhiều tinh hoa, có tác dụng tương tự. Tiêu phàm, ý của anh là lạp chắc đắc lý thực sự là một người khác. Phạm nhạc nghi hoặc hỏi. Tiêu phàm cười cười, nói. Tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ là suy luận mà thôi. Ma cư thân là đại quốc sư, nhưng lại nóng lòng muốn tu luyện, thiên quỷ hàng, chắc chắn là có lý do của ông ta. Thực ra đây không phải là điều mà tôi quan tâm nhất. Vậy hiện tại anh đang quan tâm đến điều gì? Cơ khinh xa tò mò hỏi, hai người đều nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu phàm lại nhìn tô nam và ma cưu trong tòa nhà xa xa, nói. Tôi đang nghĩ, lần này tô nam đến, hình như không cố ý che giấu tung tích của ông ta. Bằng không, tại sao ông ta lại ở Hoàng Phủ? Đúng vậy, đúng là như thế. Cơ khinh xa và phạm nhạc không khỏi cùng nhau vuốt cằm. Tô Nam đến Hoàng Phủ, không hề giấu giếm thân phận giáo chủ, nạp cát phái của mình nếu nói là để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con trai ông ta duy đa và mấy vị đồng môn khác thì có thể hiểu được nhưng sau đó lại có thể ngang nhiên cư ngụ lại hoàng phủ thì hoàn toàn không thể giải thích được hoàng phủ là một đại gia tộc trong phủ nhiều người nên phức tạp cho dù là hai cha con hoàng thanh vân và hoàng cao huy có nghiêm nghị đến mức nào thì cũng khó tránh khỏi việc người trong phủ tiết lộ chuyện đại hàng đầu sư tô nam đang ở trong phủ hơn nữa từ đầu đến cuối tô nam cũng không yêu cầu hoàng phủ giữ bí mật về hành tung của mình có cảm giác như tô nam dụ dỗ ma cưu ngang nhiên khiêu chiến với ma cưu cơ khinh sa lập tức nói ra phán đoán của mình đúng chính là như vậy tiêu phàm khẳng định gật gật đầu cơ khinh sa và phạm nhạc liếc nhau đều có chút khó hiểu cơ khinh sa nhíu mi nói nhưng tại sao tô nam phải làm như vậy chẳng lẽ ông ta chắc chắn là có thể đối phó được ma cưu theo tình hình trong sân, hiện tại Tô Nam hoàn toàn trong thế hạ phong, bị Ma Cưu áp chế mà không có lực hoàn thủ. Tuy nhiên, đối với đại cao thủ như bọn Ho, chưa đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không dám nói thắng bại rõ ràng. Cố ý ẩn giấu thực lực, cuối cùng ra đòn quyết định cũng không phải là việc không thể xảy ra. Chỉ có điều, nếu Tô Nam thực sự có bổn sự như vậy, thì ông ta sớm đã có thể khiêu chiến với Ma Cưu rồi. Khi Ma Cưu còn trong hoàng cung, chỉ cần gờ yota chết ông ta thì Tô Nam lập tức có thể trở thành đại quốc sư mới của nước Đan Mạn. Cần gì phải đợi đến lúc này, đợi đến khi con trai mình chết trong tay hàng đầu sư của, bất cổ phái, mới đuổi tới chỗ ma cưu để mạo hiểm. Giải thích không thông, tiêu phàm lắc lắc đầu, hai mắt bỗng nhiên rời khỏi hoàng phủ, nhìn trời đêm mịt mở phía nam, trầm giọng nói. Có lẽ Tô Nam muốn dùng cái điệu hổ ly sơn. Điệu hổ ly sơn, ông ta ở đây để níu chân ma cưu, để tạo cơ hội cho người khác chương 498, Dương Đông kích Tây. Trong đêm đen như mực, một chiếc xe Việt giã lao nhanh trên đường quốc lộ phía Nam Thành Lạc Già. Vì nguyên nhân địa thế, chất lượng đường quốc lộ phía Đông Bắc Thành Lạc Già rất cao, đây là đường cao tốc mới xây dựng. Cũng giống như các vùng duyên hải khác, ven biển Bắc Bộ Giáp Lục Đảo là vùng kinh tế phát triển nhất cả đảo. Vùng duyên hải có mấy thành phố lớn tráng lệ, một con đường cao tốc đẳng cấp cao nối tiếp những thành phố này trái ngược lại chính là sự hoang vu của Nam Bộ. Cách thành lạc già không quá 10 cây em, đã thấy bầu trời xanh ngắt, đến biên giới rừng nguyên thủy rậm rạp tươi tốt, nhưng vẫn phải đi qua mấy con đường nhấp nhô đang tu sửa, uốn lượn qua cánh rừng nhiệt đới. Xe Việt giã chạy qua quốc lộ này là con đường đẳng cấp cao nhất phía Nam Thành Lạc Già, đây cũng là đường cao tốc. Vấn đề ở chỗ con đường cao tốc này thông qua Sơn Trang Ma Cưu, và cũng chỉ có thể đi thông qua Sơn Trang Ma Cưu. Con đường này chẳng khác nào quốc lộ riêng của trang viên Ma Cưu. Tốc độ của xe việt dã cực nhanh, lại không bật đèn, cứ như thế xuyên qua màn đêm, bay nhanh trên đường cao tốc. Trong xe việt dã, cả lái xe nữa là có bốn hành khách da ngăm đen, vóc dáng thấp bé gầy yếu, đây là đặc thù điển hình của người thổ dân bản địa. Lái xe là một người đàn ông thổ dân, hai tay cầm thật chặt tay lái, điềm tĩnh, hai mắt lóng lánh màu lục hào quang, giống như đầu của một con mãnh thú dường như không cần ánh sáng của đèn xe cũng có thể nhìn thấy rõ mọi việc trong màn đêm. Ba tên thổ dân còn lại đều không rên một tiếng, vẫn duy trì trầm mặc trong xe, chỉ nghe thấy tiếng động cơ truyền đến rất nhỏ, chứ khó có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài. Thường thì, cho dù là ban ngày thì cũng không có xe qua lại. Người trong thành lạc già rất tôn thờ ma cưu đại quốc sư, nhưng những người có gan đi quấy giày nhóm hàng đầu sư tĩnh tu ở trang viên ma cưu thì rất ít. Những người đi trên con đường này đa số là người hầu trong trang viên đi mua đồ ăn, đồ dùng hàng ngày và dược liệu cần thiết cho việc tu luyện. Trừ những người đó ra thì cũng chỉ có nhân viên bảo dưỡng đường quốc lộ mà thôi. Hiện giờ, trong đêm tối, bỗng nhiên xuất hiện một xe việt dã không bật đèn bay nhanh như vậy. Tình hình thực sự quỷ dị. Khoảng cách từ Thành Lạc Già đến Ma Cưu Trang Viên theo đường thẳng chỉ ước chừng 30 dặm. Đường cao tốc cơ bản đều là cắt cong lấy thẳng, nên khoảng cách cũng không khác lắm. Vì thế sau một lát, Ma Cư Trang Viên đã dần hiện ra trước mắt. Trong đêm tối Trang Viên Ma cư, yên tĩnh, không huyên náo, từ xa nhìn lại, chỉ có cửa lớn lóe lên ngọn đèn yếu ớt. Cả Trang Viên đã chìm vào giấc ngủ say. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài. Vĩnh viễn không thể dùng lẽ thường để suy đoán được thói quen làm việc và nghỉ ngơi của hàng đầu sư. Rất nhiều hàng đầu sư đều thích luyện công trong đêm khuya xe Việt dã không bật đèn có lẽ là lo lắng sẽ kinh động đến nhân viên bảo vệ trong trang viên. Cách trang viên Ma Cư còn chừng có 2-3 cây số, xe Việt dã liền dần giảm tốc độ, chậm rãi ngừng ở ven đường. Cửa xe mở ra, bốn gã thổ dân nhảy xuống xe, cả đám đều mặc áo ống tay rộng thùng thình trang phục truyền thống nước Đan Mạn. Dưới loại trang phục rộng thùng thình này có thể giấu rất nhiều thứ. Trong nhiều tình huống bình thường, pháp thể hàng đầu sư và linh sủng bản mạng mà họ nuôi dưỡng, đều sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy có gan giữa đêm khuya tiếp cận trang viên ma cư bốn vị này chắc chắc là đại hàng đầu sư công lực rất cao thâm hàng đầu sư bình thường ban đêm xông vào sơn trang ma cư không có sự khác biệt lớn với người bình thường thuần túy chính là điếc không sợ súng vị hàng đầu sư làm lái xe kia chắc chắn là thủ lĩnh những người còn lại sau khi xuống xe ba người khác lẳng lặng đứng ở bên cạnh anh ta không rên một tiếng chờ anh ta chỉ bảo lái xe không vội vã mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn trang viên ma cưu được một dãy núi kiến tạo vây quanh. Lục quang lóng lánh trong mắt càng thêm yêu dị vô cùng. Mọi người nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta chính là xích viêm thảo. Thật lâu sau, lái xe thu ánh mắt trở về, trầm giọng nói, thanh âm cực kỳ ảm câm, giống như từ chỗ sâu trong ít bước ra, nghe vào tai có cảm giác rất khó chịu. Căn cứ tình hình trước mắt, xích viêm thảo, sinh trưởng trong nội thành trang viên cả trang viên thật ra chính là xây dựng vây quanh xích viêm thảo lực lượng phòng vệ ở đó chắc chắn là mạnh nhất giáo chủ đã cùng ma cưu giao chiến rồi mặc dù có đám người nguyên thành tử của ngọc dương quan tương trợ nhưng rốt cuộc có thể cầm cự bao lâu ai cũng khó mà đoán trước được cho nên chúng ta phải tốc chiến tốc thắng không thể ham chiến mau chóng đột phá bên ngoài vọt vào nội thành đi lái xe bắt đầu dặn dò nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phương án đó nếu như có thể hái được xích viêm thảo đó là tốt nhất nếu chẳng may không hái được cũng phải dùng mọi biện pháp để hủy diệt nó chỉ cần hủy diệt xích viêm thảo ma cưu sẽ không có cách nào tu luyện thiên quỷ hàng nữa nhớ kỹ chúng ta chỉ có một lần cơ hội nếu lần này không thể thành công chúng ta sẽ không còn có cơ hội thứ hai đâu ma cưu nhất định sẽ đứng ở trang viên không bao giờ rời khỏi nữa sau khi thành công chúng ta vẫn tập hợp ở đây ba gã thổ dân kia vẫn không nói một lời, chỉ yên lặng gật đầu. Nét mặt vô cùng kiên nghị, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. Đột kích trang viên ma cư, phá hủy, xích viêm thảo. Hai chuyện này, bất kể là việc nào, đối với hàng đầu sư mà nói, đều vô cùng điên cuồng. Châu Á có câu ngạn ngữ là, vuốt sâu hùm, ý nói đến những người không biết tự sức mình tự đi tìm cái chết. Nhưng đối với bốn người họ mà nói, đây là mưu đồ từ lâu chỉ có thể hành động một lần, chỉ cho phép thành công không được phép thất bại. Một khi thất bại, có lẽ không chỉ nguy hại đến tính mạng mấy người bọn họ. Chỉ sợ là toàn bộ, nạp cát phái, đều có tai họa ngập đầu. Ban đầu còn tính toán liên kết với Cao Trừng và Nạp Tá, có sự trợ giúp của hai vị này và Tô Nam chủ trì đại hàng đầu sư số một, trong tình huống ma cư bị điệu hổ ly sơn, phải đột phá trang viên phòng ngự, phá hủy, xích viêm thảo, đương nhiên là sẽ nắm chắc hơn. Ai ngờ ma cư lại ra tay trước, đại hàng đầu sư cao trừng và nạp tả lần lượt gặp chuyện không may, hiện tại chỉ có thể dựa vào nạp cát phái tự lực cánh sinh mà thôi. Bây giờ trang viên ma cưu, cho dù không có ma cưu đại quốc sư tự mình chấn thủ, ít nhất vẫn có 6 gã đại hàng đầu sư đóng ở đó, trong đó có lẽ còn bao gồm Gino đại hàng đầu sư mà ma cưu đại quốc sư tín nhiệm nhất. Mấy ngày hôm trước, Tô Nam giáo chủ tự mình chọn lựa ba gã đồng môn đến thành lạc già để khiêu chiến Gino. Ba gã hàng đầu sư kia cũng không biết rằng, Tô Nam lựa chọn bọn họ, chính là để bọn họ đi trước chịu chết. Chính là để Zino và đại hàng đầu sư khác của, bất cổ phái, sinh ra ý nghĩ khinh địch, cho rằng tiêu chuẩn hàng đầu sư, nạp cát phái cũng chỉ soàng thôi và sẽ thả lỏng cảnh giác. Như vậy cơ hội của bọn họ sẽ cao hơn. Đi thôi. Hàng đầu sư mắt màu xanh chỉ bảo xong, vung tay lên, dẫn đầu chạy về phía trang viên ma cưu. Còn lại khoảng cách 2-3 cây số, không thể lái xe, mặc dù là ban đêm, không mở đèn xe, chiếc xe tiếp cận gần quá sẽ dễ bị phát hiện. Rất nhanh, bốn gã hàng đầu sư của, nạp cát phái, đã hòa lẫn vào trong bóng đêm, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. HTTP 2 gạch chéo gạch chéo u ATUI.net gạch chéo trận tranh đấu bên trong biệt thự lớn Hoàng Phủ, vẫn tiếp tục. Ma cưu đại quốc sư chặt chẽ khống chế được cuộc diện, ánh sáng màu lục ở hai tay còn lóa mắt hơn vừa rồi. Ngọn lửa màu xanh phóng ra càng thêm linh động so với lúc trước, uy lực cũng càng hùng mạnh hơn. Tô Nam ẩn thân ở bên trong sương mù, sử dụng sáu gã âm quỷ ngăn cản ma cư tiến công, tình thế như thế nào, nhìn không rõ lắm. Nguyên thành tử và mấy vị môn nhân ở bên cạnh rõ ràng cố hết sức hơn nhiều so với vừa rồi. Chẳng những chính Nguyên thành tử xuất ra phù lục lần nữa, mấy vị môn nhân cũng đều xuất ra phù lục, ra cố bát hoang trận, canh phòng nghiêm ngặt, không cho ngọn lửa xanh đột phá pháp trận phòng ngự tuy rằng chưa nhìn ra nhiều nguy hiểm, Nguyên Thành Tử trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Nhìn tư thế này của Tô Nam, giống như là muốn đánh lâu dài với Ma Cưu rồi, hoàn toàn không có ý chủ động tiến công. Cứ theo đàn này, Tô Nam có thể kiên trì bao lâu không thể biết được, Ngọc Dương Quan nhất định sẽ chống đỡ không nổi. Tốc độ tiêu hao của phù lục quả là nhanh. Loại phù lục luyện chế uy lực lớn này, cần tiêu hao nguyên liệu và pháp lực đều hết sức kinh người. Cho dù dựa vào khả năng của Nguyên Thành Tử, cũng không luyện chế được nhiều trong thời gian ngắn, bởi vậy số lượng chuẩn bị cũng không phải nhiều lắm. Một khi phù lục tiêu hao hầu như không còn, cũng chỉ có thể dựa vào pháp lực của bản thân đấu lại đòn công kích của Ma Cưu, phòng pháp trận phòng ngự bị công phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Sư phụ, như vậy không được, chúng ta nhất định phải chủ động tiến công. Kim Dương Tử cách nguyên thành tử gần nhất hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hạ giọng, vội vàng nói. Cứ như vậy, những ngọn lửa màu xanh lục dường như sớm phát hiện ra cơ hội hít khà zz hí zz một tiếng kêu to chờ tăng thêm tốc độ nhào đầu về phía kim dương tử bên trong những ngọn lửa màu xanh mơ hồ hiện ra một mặt quỷ dữ tợn kim dương tử giận dữ quát khẽ một tiếng tay phải giơ lên trong tay cầm một gương bát quái bằng đồng hướng về ngọn lửa màu xanh đè xuống một nguồn pháp lực mãnh liệt từ trong gương bát quái phun ra những ngọn lửa màu xanh dường như cũng có vài phần kiêng kỵ khi tiếp xúc với pháp lực gương bát quái phun ra liền cực kỳ nhanh chóng lui trở về nguyên thành tử trầm mặt gật gật đầu tay trái lập tức niết quyết đặt ngang trước ngực tay phải cầm kiếm dựng thẳng lên miệng lẩm bẩm tay phải lại lật ra một tấm phù lục chu sa hiện lên khi nguyên thành tử tiếp thêm pháp lực phù lục chu sa bốc cháy lên như ngọn lửa lóng lánh tươi đẹp một nguồn pháp lực đạo môn khổng lồ lay động mà ra kim dương tử và năm tên đệ tử vừa thấy lập tức đều niết quyết tác pháp thúc giục uy lực của bát hoang trận, dũng mãnh lao về phía sư phụ. Hừ, Nguyên Thành tử gào to một tiếng, tay phải cầm kiếm đưa ra phía trước. Phù lục chu sa bỗng nhiên thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một con huyết sắc dao long dương nhanh múa vuốt, dung đùi đắc ý, hướng về ngọn lửa xanh không ngừng bay múa. Một đoàn những ngọn lửa xanh vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị huyết sắc dao long ảo ảnh dập tắt. Trong nháy mắt, bốn con bướm màu lục vây quanh bát hoang trận, đều bị huyết sắc giao long gờ yêu ta chết không còn một mảnh. Đám lửa màu xanh trong tay trái ma cư đột nhiên ảm đạm vài phần. Huyết sắc giao long dường như tiêu hao quá nhiều năng lượng, cũng lập tức trở nên vô cùng hư nhạt. Nhưng vẫn không sợ hãi chút nào, mãnh liệt bổ nhào về phía ma cư. chương 499, thừa dịp mà vào. Hừ, ma cư hừ lạnh một tiếng, tay trái nâng đám ánh sáng màu lục lên, một con bướm màu xanh to hơn bốn đống lửa xanh lúc nãy hiện ra, phóng lên cao, đón huyết sắc giao long mở nhạt lao thẳng tới, khẽ vỗ hai cánh. Huyết sắc giao long vốn đã tiêu hao phần lớn năng lượng, căn bản không thể ngăn cản nổi, giấy dụa vài cái, lập tức liền hóa thành những điểm sáng nhỏ, dần dần biến mất trong đêm tối. Con bướm màu xanh đón gió phấp phới, lập tức trở nên cực kỳ to lớn, giống như là muốn che cả bầu trời vậy, bao phủ lên đám người tô nam. Nguyên thành tử mặt lạnh, miệng lẩm bẩm, hai tay nhất quyết, hai tấm phù lục chu sa lại xuất ra, nổ tung trên bát hoang trận, cùng con bướm màu xanh đồng quy vô tận. Ừm, hai hàng lông mày ma cư hơi hơi dương lên, trên mặt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Thật thú vị, nguyên thành tử, xem ra trước kia ta có phần coi nhẹ các vị rồi. Đạo thuật châu Á còn có mấy môn đạo khác nữa. Trong trận tranh đấu này, sự chí ý của ma cư dường như đều ở trên người tô nam. Còn đối với Nguyên Thành Tử và đám người của Ngọc Dương Quan chỉ là tùy tay đối phó, ép cho không ngẩng đầu lên được. Ông ta vốn cho rằng lần xuất kích này dù không phá vỡ bát hoang trận của Ngọc Dương Quan, ít nhất cũng khiến đám người Nguyên Thành Tử luống cuống chân tay, cũng không dám đến quấy rối nữa. Ai ngờ giữa chừng lại bị Nguyên Thành Tử phá vỡ. Nguyên Thành Tử lạnh lùng nói: "Đại quốc sư thần công cái thế, Ngọc Dương Quan chúng ta khó lòng sánh được." Như là đã hoàn toàn trở mặt Nguyên Thành Tử cũng bất chấp tất cả, ngay cả đấu khẩu cũng không chịu thua. Ma Cưu lập tức giận tái mặt, hừ nói. Cho dù đạo thuật của các ngươi càng lợi hại, ở trong mắt ta, vẫn không chịu nổi một kích. Trên thế giới này, chỉ có hàng đầu mới là pháp thuật lợi hại nhất. Những đạo thuật khác đều là bàng môn tà đạo, không đáng để tâm. Nguyên Thành Tử không khỏi bật cười ha hả, nói. Đại Quốc Sư, tôi thừa nhận, ở hàng đầu thuật, ngài rất có thiên phú. Nhưng cũng không thể nói, ngài thật sự là ếch ngồi đáy giếng thật sự tự cao tự đại ngọc dương quan chúng tôi chẳng qua chỉ là kế thừa chi mạch đạo thuật hoa hạ tuyệt không xưng chính tông nhưng còn chỗ thần diệu lợi hại của thuật pháp hoa hạ thực sự ngài có nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra được chẳng lẽ đại quốc sư thật sự nghĩ rằng hàng đầu thuật vô địch thiên hạ sao ma cưu lạnh lùng cười nói nguyên thành tử người hoa các vị có câu con vịt đã nấu chín mà còn mạnh miệng ta thấy câu này rất thích hợp để hình dung ngài ngài không phục hàng đầu thuật, không sao cả, còn có tuyệt chiêu gì, đều xuất ra đi, ta sẽ đứng ở chỗ này, chỉ cần sáu thầy trò các người có thể bước ta lùi lại sau một bước, ta sẽ coi như các người có bản lĩnh, tối nay ta có thể buông tha cho các vị một lần. Thật sao, nếu đại quốc sư đã nói thế thì tôi cũng muốn thử một lần. Cứ việc ra tay là được rồi. Ma Cưu nói chuyện với Nguyên Thành Tử, còn phía bên kia tám con bướm màu lục bay múa xung quanh, hung hăng áp chế Tô Nam. Tô Nam dường như không nghe được cuộc đối thoại giữa họ, chỉ có thể khống chế được sáu gã âm quỷ, vững vàng bảo vệ cho địa bàn của mình. Nguyên Thành Tử phất ống tay áo một cái, liền khoanh chân ngồi xuống. Đám người Kim Dương Tử cũng khoanh chân mà ngồi, thần sắc ác liệt. Lập tức một trận tiếng động niệm chú nhẹ nhàng vang lên. Tô Nam ẩn thân ở bên trong sương mù, nhìn chăm chú vào tất cả mọi việc, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười. Xem ra Nguyên Thành Tử thực sự muốn liều mạng với Ma Cưu vốn dĩ việc nguyên thành tử và ngọc dương quan có hoàn toàn trở mặt với ma cưu hay không tô nam cũng không để ý như vậy khi ông ta và ma cưu thậm chí nạp cắt phái và bất cổ phái quyết đấu lực lượng của ngọc dương quan không đủ thì tô nam thực sự để ý chính là thái độ của tiêu phàm tuy chưa tiếp xúc với tiêu phàm nhiều nhưng tô nam lại tin tưởng nếu như trên thế giới này còn có người có thể đối kháng ma cưu vậy nhất định người đó chính là tiêu phàm Nguyên Thành Tử chính là cầu nối giữa ông ta và Tiêu Phàm, thái độ của Nguyên Thành Tử kiên quyết như thế, nhìn từ ý nghĩa nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm nhất định phải có được Xích Viêm Thảo, thì giữa hắn và Ma cư không thể hóa thù thành bạn được. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm vẫn không lộ diện, nhưng Tô Nam tin tưởng, Tiêu Phàm khẳng định đang ở nơi nào đó quanh đây, chăm chú theo dõi trận tranh đấu này, thời cơ thích hợp, tất nhiên sẽ ra tay. Ma cư quá kiêu căng, một mình xông vào hoàng phủ không có ai trợ giúp thậm chí còn không mang theo âm quỷ mà ông ta nuôi dưỡng ở trang viên ma cư hoàn toàn dựa vào sự thần thông của bản thân để tác chiến lúc này có thể nói là thời điểm mà ma cư yếu nhất bây giờ là cơ hội tốt nhất để đánh bại ông ta tiêu phàm chắc chắn sẽ nắm được điều này nhưng tiêu phàm trên mái nhà phía xa lại không lên tiếng xoay người rời đi tiêu phàm cơ khinh xa vội vàng kêu lên có chút khó hiểu anh đi đâu vậy? Trang viên ma cưu. Tiêu phàm thản nhiên đáp. Cơ khinh xa và phạm nhạc đồng loạt trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên nguyên thành tử sẽ liều mạng với ma cưu, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Lúc này, tiêu phàm lại muốn rời khỏi, đi trang viên ma cưu. Tuy nhiên cơ khinh xa và phạm nhạc đều không phải là người tầm thường, lập tức liền hiểu suy nghĩ của tiêu phàm. Anh muốn nhân cơ hội này đi hái, xích viêm thảo hai mắt cơ khinh xa tỏa sáng hơi hưng phấn nói tiêu phàm cười cười nói chỉ sợ không chỉ có một mình tôi có suy nghĩ như thế cơ khinh xa gật gật đầu nói đúng vậy rõ ràng là tô nam đang kéo dài thời gian dùng kế điệu hổ ly sơn nếu không có sự sắp xếp từ trước thì tô nam làm như thế sẽ chẳng có ý nghĩa gì cho dù ông ta có kéo dài thời gian thế nào đi nữa thì cũng chỉ vô ích chỉ có thể hái được, xích viêm thảo, thì mới có thể ngăn chặn ma cư tu luyện, thiên quỷ hàng. Nếu không thể hồi sinh lại, xích viêm thảo, thì dù ma cư có tiếp tục nghịch thiên thì cũng sẽ không dám thử luyện, thiên quỷ hàng. Tuy như vậy, nhưng sợ rằng cũng không dễ dàng. Tơ khinh xa bước nhanh tới, hạ giọng nói. Cho dù ma cư đại quốc sư đến một mình và bị bắt ở đây. Các hàng đầu sư khác của, bất cổ phái, chưa lộ diện ai cả, thậm chí âm quỷ mà ma cưu nuôi dưỡng cũng không thấy bóng dáng đâu. Không thể nghi ngờ, những người này đều đóng giữ ở trang viên ma cưu. Đây là chiến lược hùng mạnh khiến người ta nghẹt thở, càng không cần nói đến các biện pháp phòng vệ khác ở trang viên, ví dụ như cơ quan, pháp trận. Nếu như không nắm chắc 10 phần, thì tại sao trong thời khắc mấu chốt này ma cưu lại tự ý rời khỏi trang viên? Tiêu Phàm cười cười, nói. Mặc dù không nắm chắc 10 phần, nhưng cũng đáng để thử một lần dù thế nào thì có người mở đường trước thì tốt hơn nhiều so với một mình tác chiến cơ khinh sa cũng không phải là cô gái quen chiều chuộng không quyết đoán vừa suy nghĩ một chút liền gật đầu hiểu cách phân tích của tiêu phàm tô nam không tiếc tự mình mạo hiểm ở trong này ngăn chặn ma cưu đồng thời rất tự tin với sự sắp xếp của mình nếu không chắc chắn chút nào tô nam cũng không phải kẻ ngu sao ông ta có thể hy sinh một cách vô vị như vậy đi thôi cơ khinh sa nói Tiêu Phàm dừng lại, nhìn gương mặt kiều diễm của cô, nhẹ nhàng lắc đầu nói tôi đi một mình. Cơ khinh xa tự nhiên cười, dường như cô dự đoán được Tiêu Phàm sẽ nói như thế. Không được, anh biết là tôi không đồng ý mà. Khinh xa, trang viên ma cưu là nơi như thế nào cô biết rõ hơn tôi. Lần này cô nghe lời tôi đi, được không? Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, ôn nhu nói. Cơ khinh xa lại nhẹ nhàng cười, nói. Tôi có khi nào không nghe lời anh? hôm nay anh hãy nghe tôi đi, tôi ở thành lạc già nhiều năm như vậy, cũng có chút hiểu biết về hàng đầu thuật. Thủ đoạn phòng ngự bình thường thì không có vấn đề gì, anh cũng không cần lo lắng việc tôi sẽ vướng chân anh. Quyết định như vậy đi, chúng ta không cần lãng phí thời gian vì những chuyện như thế này. Giọng của cơ khinh xa rất mềm nhẹ, giọng điệu cũng chắc như đinh đóng cột. Đừng thấy bình thường cơ khinh xa đều thể hiện sự yêu kiều của thiếu nữ trước mặt tiêu phàm, nhưng điều đó cũng không thể che giấu cơ tổng là một người con gái rất mạnh mẽ. Thời khắc mấu chốt, cho dù là tiêu phàm cũng không thể thuyết phục được cô. Được, tiêu phàm suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Cơ khinh xa nói không sai, thời gian quý giá, không nên vì sự tranh chấp này mà lãng phí. Ba người nhanh chóng xuất hiện ở khu để xe trước bồn hoa dưới lầu. Phạm Nhạc vẫn lái xe chạy nhanh ra khỏi tiểu khu, hòa nhập vào bóng đêm mờ mịt, đi nhanh về phía Nam Thành chương 500, tuyến phòng ngự của trang viên Ma Khu phố của người Hoa Giáp với bãi biển của phía bắc thành phố. Khoảng 10 phút sau, xe con chạy nhanh rời khỏi thành khu, đi lên đường cao tốc tới trang viên Ma Tuy nhiên phạm nhạc không giống với các hàng đầu sư khác của nạp cát phái, có khả năng nhìn trong đêm tối, hai bóng đèn xe sáng như tuyết thẳng tắp hướng về phía trước. Cũng may hiện tại không sợ kinh động đến người trong trang viên. Có hàng đầu sư của, nạp cát phái, tiên phong, xem chừng sớm đã kinh động đến nhân viên bảo vệ trong trang viên rồi. Chỉ sợ toàn bộ trang viên đã hỗn loạn rồi. Đường cao tốc thông tới trang viên ma cư mặc dù chỉ là con đường 2 chiều 4 xe, nhưng lại bảo dưỡng rất tốt, tình hình giao thông cũng rất tốt. Chỉ là lộ trình 30 km, không đến 15 phút là có thể chạy qua, trang viên ma cư đang ở trong tầm mắt. Tiêu phàm hơi hơi nhăn lông mày, nói. Trang viên ma cư không phải là được xây dựng trong sơn cốc sao. Cơ khinh xa kinh ngạc hỏi. Anh cho rằng trang viên ma cưu được xây dựng trong sơn cốc sao? Theo lý mà nói nơi cực âm của nước cực nhiệt mà, xích viêm thảo, sinh trưởng hẳn là ở sâu trong sơn cốc. Tuy anh phân tích có đạo lý, nhưng tình hình thực tế có lẽ không giống với lời nói. Nói thực, vùng đất cực âm của nước cực nhiệt là ở đâu, hiện tại tôi cũng không có chút ấn tượng nào cả. Thần dược, xích viêm thảo này, hơn chục năm này rất hiếm xuất hiện ở thủ đô Đan Mạn ngẫu nhiên xuất hiện một cây thì đều bị các hàng đầu sư bảo vệ tầng tầng lớp lớp rồi, người ngoài cơ bản là không có cơ hội tiếp cận gần. Ừm, tiêu phàm gật gật đầu, tình hình thực tế rốt cục như nào, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể biết được. Phạm nhạc bỗng nhiên phanh xe gấp, chiếc xe đang đi nhanh bỗng nhiên lại giảm tốc độ, dưới ánh sáng của ngọn đèn, một chiếc xe Việt giã lẳng lặng dừng lại ven đường, thân xe đen nháy, giống như là mãnh thú ẩn nấp trong đêm tối quả nhiên là có người đến trước. Phạm Nhạc hạ giọng nói nói. Không sao, chúng ta có thể đến gần hơn một chút, tiếp cận trong vòng một nghìn mét đi. Tiết kiệm chút thời gian. Tiêu phàm bình tĩnh nói, lật tay một cái, huyền vũ giáp liền hiện ra. Nếu ở gần đây bố trí tuyến phòng ngự lợi hại, thường thì sẽ không thể gạt được huyền vũ giáp. Cửa chính trang viên ma cưu rộng mở, vừa mới đến gần tiêu phàm đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cơ khinh xa nhíu đôi mi thanh tú lại, một xác chết không đầu nằm ở cửa máu tươi chảy ra thành một mảng đã ở trong trạng thái đông lại từ đó có thể phán đó ân người này bị g iota ít nhất là cách đây nửa giờ trước thi thể mặc trang phục của nhân viên bảo vệ bên hông là súng lục vẫn còn nguyên chưa từng động qua có thể thấy rằng anh ta không kịp rút súng hoặc cơ bản là anh ta không hề phát hiện ra có người xâm nhập nên mới mất mạng cơ khinh xa dơ một tay lên cho một viên thuốc vào miệng mặc dù cơ tổng không phải là cô gái được chiều chuộng nhưng là con gái cũng không thể nào nhìn mấy cảnh máu tanh này được viên thuốc này có thể áp chế được cảm giác ghê sợ trong lòng cô ma cư thật là cẩn thận cơ khinh xa nhẹ giọng nói ra trang viên có nhiều hàng đầu sư bảo vệ như vậy mà ma cư còn thuê rất nhiều vệ sĩ để tăng cường lực lượng phòng ngự tiêu phàm nói lúc bình thường chắc chắn là hàng đầu sư phải dốc sức tu luyện chứ không thể đảm nhận vị trí bảo vệ bình thường như vậy được đám vệ sĩ này ít nhiều còn có chút tác dụng có thể tiết kiệm thời gian và thể lực cho hàng đầu sư cơ khinh xa gật gật đầu nói xem ra thủ đoạn xâm nhập của người này rất độc ác tình huống thảm thiết như thế này vài ngày trước bọn họ đã từng gặp qua có thể thủ đoạn của hàng đầu sư đều máu tanh như vậy đi thôi phòng ngự ở bên này đều bị phá vỡ hết rồi tiêu phàm dừng lại ở cửa một chút liền nói dùng thần niệm và huyền vũ giáp điều tra trong nháy mắt hắn đã có thể nắm bắt được thế cục. Cơ khinh xa lấy ra một chiếc khăn màu trắng, che lấy miệng và mũi, đi theo tiêu phàm vào trong trang viên. Phạm nhạc không đi cùng họ, tiêu phàm để anh ta ở bên ngó ai tiếp ứng. Tuy rằng phạm nhạc võ nghệ cao cường, nhưng đối mặt với mười mấy tên hàng đầu sư ở trang viên ma cưu trên cơ bản là không đủ lực kháng cự. Tiêu phàm đưa cho anh ta hai tấm phù lục để phòng thân. Ở gần trang viên ma cưu, thì hết thảy mọi việc đều phải cẩn thận. Dựa theo bản đồ mà Phạm Anh cung cấp cho Tiêu Phàm, diện tích trang viên ma cư rất rộng. Tuy nhiên Tiêu Phàm không dừng lại ở ngoại thành mà hướng trực tiếp vào nội thành. Tiêu Phàm phát hiện, người xâm nhập lúc trước rất quen thuộc địa hình trang viên. Bọn họ cũng thẳng tiến vào nội thành, hơn nữa những con đường mà họ lựa chọn tiến công trên cơ bản đều tránh được tất cả những điểm đỏ trên bản đồ. Phạm Anh từng nói qua, mỗi một điểm đỏ trên bản đồ chính là nơi chấn thủ của mỗi một vị hàng đầu sư. Nếu như không quen thuộc tình hình trang viên, thì mấy người đi trước kia không thể làm, họ ẩn mỹ, được như thế. Xem ra Phạm Anh không phải là phản đồ số một của trang viên Ma Cưu. Theo, dấu tích của người đi trước, thì dường như dọc đường họ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tiêu phàm, cơ khinh xa vẫn luôn đi bên cạnh tiêu phàm bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, dừng chân, đôi mi thanh tú nhíu lại. Chuyên của tôi đốt nét. Hử, tiêu phàm nhẹ nhướn lông mày lên, nhìn cô hỏi ý kiến. Tôi cảm thấy có chút không đúng, trang viên ma cư có sự tranh lệch lớn so với tưởng tượng của chúng ta. Nhóm hàng đầu sư, bất cổ phái, không đến mức ngây thơ như vậy chứ. Cơ khinh xa trầm ngâm nói. Cho dù lúc trước đã có người đột nhập, tuyến phòng nhự của trang viên cũng không thể hoàn toàn bị triệt phá, cũng không thể là tất cả mọi người đều vây lại chặn đánh, những chỗ quan trọng đều phải giữ lại người để phòng bị. Phòng bị những kẻ xâm nhập lần hai, đây là kiến thức cơ bản. Nhưng hiện tại, cảm giác của cơ khinh xa là toàn bộ trang viên ma cư không có một bóng người. Việc này không phù hợp với lẽ thường. Tiêu phàm cười cười, nói. Không biết đã bao nhiêu năm rồi trang viên ma cư chưa từng có kẻ địch. Đây chính là lý do. Trong trang viên tuy rằng có nhiều hàng đầu sư, nhưng lại không có nhiều người có kinh nghiệm chiến đấu. Thực tế thì bình thường không có người tấn công trang viên, cho dù là có gan tiếp cận trang viên thôi cũng có rất ít người tối nay lại có người tiến vào g iota chóc hơn nữa kẻ địch này lại rất mạnh tất cả hàng đầu sư đều đi đối phó với kẻ địch này rồi ai có thể nghĩ ra buổi tối này lại đặc biệt như thế những kẻ không sợ chết cứ thế rủ nhau đến còn có một khả năng chính là kẻ đột nhập trước đó quá mạnh các hàng đầu sư đóng ở trang viên đều cảm nhận được sự uy hát iota ép lớn nên không thể không dốc tỏ ẩn lực liên kết đối phó kẻ địch dù bất kể là tình huống nào thì đều vô cùng có lợi cho tiêu phàm và cơ khinh xa. Khoảng vài phút sau, thì nội thành đã ở ngay trong tầm mắt. Nội thành trang viên ma cưu không tráng lệ như người ngó ai tưởng tượng, mà chỉ là một tòa thành rất bình thường, không có khác biệt nhiều về bản chất so với tòa ẩn thành mà thổ dân lạc già khác xây dựng trong rừng nhiệt đới. Chỉ có điều tường thành hơi cao một chút, ước khoảng 2 đến 3 mét. Tòa thành được xây dựng trên tường kia lại vô cùng giống với thành cổ của nước hoa hạ, so với tòa thành bình thường của những thổ dân lạc già thì xa hoa hơn vài phần. Cửa thành khép hờ, trong cổng lộ ra một tia ánh sáng, chứ không họ ẩn toàn đen ngòm. Nhìn qua vẫn không thấy một bóng người nào. Lẽ nào tất cả lực lượng phòng vệ của trang viên đều bị điều đi rồi. Ngoại thành không có ai phòng thủ còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Nội thành là nơi trung tâm quan trọng, nhưng cũng không thấy một bóng người, thực sự khiến người khác không thể tin được. Lần này, tiêu phàm không lập tức tiến vào nội thành, vì khả năng thần niệm chỉ ra rõ rằng tuyến phòng hộ nội thành vẫn còn tác dụng, không hò ẩn tò bị triệt phá. Tuy nhiên có chút hỗn loạn, rõ ràng là từng bị lực công kích rất mạnh, hơn nữa bị thương không nhỏ. Cùng lúc đó, huyền vũ giáp cũng truyền đến cảm ứng vô cùng rõ ràng. Cách đó không xa, trong nội thành, chỉ ít có 10 tên thuật sĩ hùng mạnh đang giao đấu. Ngoài ra còn có hơn 10 thuật sĩ yếu kém, huyền vũ giáp cũng có cảm ứng quả nhiên đều tập trung ở nội thành. Bỗng nhiên, một trận âm thanh, xì xoẹt, vang lên bên trong, một loài chim đầu màu đen bay phóng lên cao, ở giữa không trung liều mạng giang hai cánh ra. Là rơi sao? Dù cơ khinh xa có nghiên cứu linh sủng bản mệnh mà hàng đầu sư nuôi dưỡng, nhưng nhìn thấy loài chim phóng đầu lên cao này vẫn không kìm được có chút mê muội. Rơi chỉ là động vật thông thường, nhưng rơi đạt được đến trình độ này tuyệt đối vượt ngò ai sự tưởng tượng của người thường. Audio điện tử võ tấn bền chương 501, một trận hỗn loạn 1. Con rơi này thậm chí to bằng hắc điêu nước đan mạn Hai cánh giang ra ước chừng dài hơn một thước Cho dù là trong đêm tối, hai mắt con rơi cũng lóng lánh hào quang Có thể thấy rất rõ ràng Hơn nữa có thể thấy đây cũng không phải là rơi thông thường ăn trái cây mà sống như ở quần đảo Nam Dương Đây là lọ ai rơi lớn nhất thế giới, đầu của nó còn rất to con rơi phóng đầu lên cao này khiến người ta có cảm giác thật yêu dị nó mang theo một mùi máu tanh rất nồng đậm dường như ngày bình thường nó chuyên hút máu tanh để sống vậy không thể nghi ngờ đây nhất định chính là một linh sủng bản mạng mà hàng đầu sư nuôi dưỡng con rơi to lớn khiến người ta sợ hãi này phát ra âm thanh sắc bén trong đêm tối nghe vào thật thê lương sau đó cả thân mình bỗng nhiên nổ tung trong không trung nổ thành một trận mưa máu chút xuống dưới mùi máu tanh bốc lên khiến người ta muốn ói. Lập tức, một chàng pháo tay trong nội thành vang lên ầm ầm. Chết rồi, chết rồi, thằng cha này cuối cùng cũng bị gợi yêu ta chết rồi. Chết là tốt, chết là tốt. Sư phụ, cuối cùng thì chúng con cũng báo thù cho người được rồi. Ngay sau đó, một trận gào thét vang lên, đều là những thổ dân dùng ngôn ngữ bản địa, tiêu phàm nghe không thể hiểu được. May mà có cơ khinh xa ở bên cạnh giải thích, mới có thể xem như là miễn cưỡng hiểu được một chút. Đây là ngôn ngữ của người dân lạc già, xem ra kẻ vừa bị gợi yêu chết là kẻ đến từ bên ngò ai. Cơ khinh sa vừa làm, phiên dịch, cho tiêu phàm vừa nhíu mi nói. Nếu người bị gợi yêu là hàng đầu sư của lạc già, thì chắc chắn đám người kia sẽ không vỗ tay nhảy múa như vậy. Xem ra vận khí không được tốt, vừa mới đến đây, chưa tiến vào nội thành, thì kẻ đột nhập trước đã bị gợi yêu vậy thì nhóm hàng đầu sư trong trang viên có thể chuyên tâm đối phó với kẻ đột nhập mới rồi không chỉ có một kẻ từ ngò ai đột nhập vào tiêu phàm hạ giọng nói còn có mấy người đang ở cách nơi này khá xa hơn g iota ếch một đám người ngay tại lúc này một tiếng thét thê lương vang lên tiếng hét này tràn đầy phẫn uất không cam lòng đồng thời cũng xen với sự tuyệt vọng và tàn bạo tiêu phàm biết rằng phương thức nuôi dưỡng linh sủng bản mệnh của họ khác với phương thức của vô cực môn Linh sủng bản mệnh của hàng đầu sư và chủ nhân gần như là một thể thống nhất. Thậm chí còn nghe đồn qua, hàng đầu sư phân linh hồn thành hai, một phần giữ lại trong cơ thể con người, phần còn lại cho nhập vào cơ thể linh sủng. Một khi linh sủng bị gởi yota s thì ngay sau đó hàng đầu sư cũng mất mạng. Mấy ngày trước ba vị hàng đầu sư của Nạp Cát phái là Cha Cao, Thái Vạn và Minh lại oanh liệt bỏ mạng đã hoàn toàn xác nhận tin đồn này. Không ổn rồi, gã này muốn tự nổ mọi người mau tránh ra sau đó lại là một trận gào thét lộn xộn xảy ra nhóm hàng đầu sư bất cổ phái không ngừng né về bốn phía ầm um, một tiếng vang thật lớn giống như là một quả bom nổ tung vậy dù đã có báo động từ trước nhưng vẫn có người tránh không kịp truyền đến tiếng rú cực kỳ thảm khốc đồng thời có một mùi máu tanh còn nồng nặc hơn lúc nãy tỏa ra bốn phía xung quanh khiến người ta dường như trong nháy mắt rơi vào một biển máu hai hàng lông mày tiêu phàm hơi nhướn lên thần sắc trên mặt không rõ là hài lòng hay không hài lòng nữa hàng đầu sư đấu pháp hậu quả thắng thua mãnh liệt như thế khiến tiêu chân nhân kín đáo phê bình theo cách nghĩ của tiêu phàm thuật sĩ đều là người phi thường cho dù có chết thì cũng phải chết một cách tôn nghiêm bị chết thảm như vậy tan xương nát thịt thậm chí còn khiến thân thể mình trở thành vũ khí thời khắc cuối cùng vẫn nổ tung đả thương người khác không khỏi vừa thê lương vừa thô bạo không chút nào tôn trọng sinh mệnh của mình và của người khác. Lấy việc đả thương người khác làm mục tiêu, thuật sư như vậy, thuật pháp như vậy khác một trời một vực so với nhận thức của Tiêu Phàm về thuật pháp. Cùng lúc đó, ở ngoài biệt thự hoàng phủ khoảng 10 cây em, Tô Nam giáo chủ bị màn đêm bao quanh bỗng nhiên bị một trận đau nhức trong lòng, không kìm nổi sắc mặt đại biến. Trên cổng thành của nội thành không phải là không có người phòng hộ, mà ngược lại lực lượng phòng hộ vô cùng lớn mạnh thậm chí còn lắp đặt một chiếc súng máy hạng nặng, họng súng đen ngòm, giấu ở sau lỗ chân mai, bất cứ lúc nào đều có thể phun ra ngọn lửa chết. Ngò ai chiếc súng máy hạng nặng này ra, còn có hai người bảo vệ mang theo súng lục và hai vị hàng đầu sư thuộc quản lý của một vị đại hàng đầu sư. Tuy nhiên giờ phút này, ngoại trừ xạ thủ súng máy hạng nặng và một hàng đầu sư ra thì trên cổng thành không còn ai khác. Đa số mọi người đều đi đối phó với bốn vị hàng đầu sư của, nạp cát phái, đột nhiên xông đến kia rồi không thể không thừa nhận bốn vị hàng đầu sư của nạp khát phái này cực kỳ hùng mạnh hơn nữa lại giống như siêu nhân vậy xông vào trang viên mà không gây ra tiếng động nào dễ dàng lò ai bỏ tuyến phòng ngự ngò ai thành thuận tay tiêu diệt hai đội tuần tra trong đó thậm chí bao gồm hai gã hàng đầu sư dọc đường đi thế như trẻ tre dường như không bị bất cứ thứ gì ngăn cản liền gờ iota ết tới cửa ngò ai nội thành thiếu chút nữa ngay cả đại hàng đầu sư bồng giang trấn ở cửa nội thành cũng bị qua mặt trong sáu vị đại hàng đầu sư thường xuyên chấn thủ ở trang viên, bồng giang không được tính là tu vị cao, ông ta am hiểu nhất chính là thuật ẩn nặc. Thuật ẩn nặc của hàng đầu sư ở trước mặt ông ta, hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều. Chính vì lẽ đó, nên sư phụ ma cư mới sắp xếp cho ông ta chấn thủ ở cửa thành. Dù là như thế, khi đợi bồng giang đại hàng đầu sư phát hiện tình hình khác thường nhanh chóng báo động, thì bốn hàng đầu sư đã gợi yêu ta đến cửa thành. Bốn người đồng loạt ra tay, Bồng Giang đại hàng đầu sư chỉ ngăn cản một lát, liền bị bốn người liên kết G-iota S chết. Cứ như vậy đã chọc vào tổ ong lớn, toàn bộ trang viên Ma cưu đều bị kích động. Hàng đầu sư và nhân viên bảo vệ từ khắp nơi đều chạy đến, bao vây tấn công bốn tên đột nhập. Khi bốn tên hàng đầu sư của Nạp Cát phái bất ngờ tấn công cửa thành, thì hai vị hàng đầu sư, hai bảo vệ mang súng và Bồng Giang đều bị G-iota S duy chỉ có xạ thủ điều khiển súng máy hạng nặng trước đó bị hôn mê, nên đã thoát được một kiếp. Bốn gã hàng đầu sư của nạp cát phái cũng không có thời gian và hứng thú để điều tra xem anh ta còn sống hay chết. Vừa thấy cửa thành không còn ai nữa lập tức phi người xuống, đi vào trong nội thành. Căn cứ theo tình báo, xích viêm thảo đang ở đây. Chỉ cần hủy diệt cây thần dược này, thì ma cưu sẽ không thể luyện thiên quỷ hàng được. Tuy rằng nếu làm thế này thì nhất định là từ nay về sau, bất cổ phái và nạp cát phái sẽ không đội trời chung. Toàn bộ nạp cát phái sẽ phải chịu sự tức giận của ma cưu, nhưng so với việc ma cưu luyện thành công thiên quỷ hàng, thì hậu quả của việc làm này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Sự khác biệt giữa nạp cát phái và bất cổ phái chính là ở chỗ đỉnh cao của sức chiến đấu. Xét một cách trình thể, thì nạp cát phái thâm hậu hơn bất cổ phái sự khác biệt giữa Tô Nam và các đại hàng đầu sư trong phái không thể bằng được sự chênh lệch lớn giữa Ma Cưu và đại hàng đầu sư trong phái ông ta. Đây cũng chính là lý do tại sao Tô Nam chỉ phái 4 gã hàng đầu sư đến công kích trang viên Ma Cưu. Không có Ma Cưu chấn giữ trang viên, thì những hàng đầu sư trong trang viên chỉ là hạng hai mà thôi. Sự thực cũng chứng minh phỏng đó ẩn của Tô Nam với lực lượng phòng ngự trang viên Ma Cưu rất chính xác. Phòng ngự ở ngoại thành chỉ như thùng rỗng kêu to, Cuộc chiến đấu kịch liệt thực sự là phải ở trong nội thành. Không biết vận khí của tên xả thủ súng máy hạng nặng chấn ở cửa thành hôm nay đặc biệt tốt hay không tốt nữa. Chưa đến một tiếng ngắn ngủi mà anh ta ngất tới ba lần. Lần đầu tiên là khi bốn đại hàng đầu sư của nạp cát phái và đại hàng đầu sư bồng giang tranh đấu với nhau. Lần thứ hai là bị ảnh hưởng khi một gã đại hàng đầu sư của nạp cát phái tự nổ. Thật vất vả mới tỉnh lại được liền nhìn thấy một người áo đen đứng trước mặt anh ta. Hương thơm khẽ gợn nơi chóp mũi, không ngờ đó lại là con gái. Hơn nữa dáng người lại rất đẹp. Xạ thủ súng máy hạng nặng vừa mới ngẩng đầu, liền bị hai gò núi cao, hò ẩn to ẩn che mất tầm mắt. Cái gì? Tên xạ thủ súng máy hạng nặng đáng thương này mới hỏi hai chữ, chỉ thấy trên đỉnh đầu vù vù, lập tức ngã xuống, lần thứ ba bị hôn mê bất tỉnh. Cơ khinh xa hạ thủ lưu tình, không lấy tính mệnh của anh ta. Vị này là truyền nhân của phái Hà Lạc, là trọng tài trung cực của thế giới ngầm, là người con gái mạnh mẽ nổi tiếng cả tỉnh Yến Bắc, cô không thích cảm giác gỡ yêu ta ết chóc. Con gái không cần dùng máu tươi để thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Càng là người con gái tao nhã, thì càng không cần sử dụng phương thức cực đoan này. Đây là quan niệm trước sau như một của cơ khinh xa. chương 502, một trận hỗn loạn 2. Còn một người nữa cũng may mắn như tên xạ thủ, đó chính là hàng đầu sư trẻ tuổi được phái đến chấn thủ ở cửa thành. Người trẻ tuổi vừa mới trở thành tế sư của lạc gia, được sư phụ trân trọng không để anh ta tham gia cuộc đại chiến trong nội thành. Những hàng đầu sư trẻ tuổi mới nhập môn sơ cấp như anh ta đều như những quả trứng gại yếu ớt vậy. Hàng đầu sư nạp cát phái chỉ cần búng nhẹ móng tay thôi, là những hàng đầu sư trẻ tuổi chưa kịp tỏa sáng này sẽ trở thành một cỗ thi thể. Sự thật chứng minh, sư phụ anh ta chỉ thuận miệng quyết đó ẩn thôi, nhưng lại rất chính xác tiêu phàm mà anh ta đụng phải, cũng không phải là kẻ khát máu. Sau khi tha cho vị tế sư thổ dân trẻ tuổi kia, tiêu phàm và cơ khinh xa cùng nhau đứng trên tường thành, từ trên cao quan sát tình hình phía dưới. Hỏng bét rồi. Nội thành và ngoại thành khác nhau hò ân to ân. Kiến trúc ngoại thành xây dựng chi chít, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, đó là ngôi nhà cực lớn, không có nhiều sự khác biệt so với những trang viên bình thường. Nội thành lại là một khoảng đất trống trải, Nghiêm túc mà nói đó là một quảng trường rộng lớn. Chẳng qua quảng trường này bị một tường thành bao vây lại, tại phía nam nội thành là tòa đại điện lớn. Đại điện được xây dựng giữa tường thành và tòa kiến trúc, tầm nhìn rất khoáng đạt. Địa hình như vậy, kẻ đột nhập muốn ẩn hình xuyên qua quảng trường, tiến vào điện phủ, trừ phi người bảo vệ trong cung điện và trên tường thành đều là người chết, nếu không trên cơ bản là không thể vào đó được. Huống chi, lúc còn sống Bồng Giang đại hàng đầu sư đã phát ra báo động rồi ở cửa thành cách đó không xa, là một đống thịt nát và vũng máu lớn. Mùi máu tanh không thể thoát đi được. Vị đại hàng đầu sư tự nổ kia không hề giữ lại cho mình một thi thể trọn vẹn, mà lại dùng phương thức quyết liệt này để lấy tính mạng của những người trong bất cổ phái, khơi lên cuộc tập kích đáng sợ cuối cùng này. Bên ngò ai vũng máu lớn có bốn năm bóng người nằm lăn trên mặt đất, thân mình cong lại. Có thể nhận thấy đây chính là những kẻ đáng thương chết cùng vị hàng đầu sư cho tự nổ kia ban đầu vốn tưởng là thắng lợi, nhưng cuối cùng lại bị tự nổ mà chết, có thể nói là xui xẻo đến tận cùng. Ngoại trừ mấy thi thể vạn vẹo này, trên quảng trường không có một bóng người. Những người còn sống đều đuổi gờ Iota s đại hàng đầu sư của nạp cát phái. Đối với những người chấn thủ ở trang viên Ma Cưu, buổi tối mà sắc nguyệt thanh đạm chính là sự sỉ nhục với họ. Bị người khác đánh lén nội thành, đội phòng hộ và tuần tra dọc đường lại còn bị người ta gờ Iota s sạch, phải nhớ rằng đây là trang viên của đại quốc sư. Đây không phải là nỗi sỉ nhục bình thường, mà quả thực là sự hổ thẹn cực kỳ lớn. Chỉ có điều, hiện tại tất cả hàng đầu sư và nhân viên bảo vệ không có thời gian để suy xét vấn đề bị sỉ nhục, họ cũng giống như những kẻ đột nhập, hiện tại trong đầu họ chỉ luẩn quẩn một thứ đó là xích viêm thảo. Những kẻ đột nhập chỉ để lại một người để ngăn chặn bọn họ, ba người khác thì không hề quay đầu lại, một mạch chạy về phía đại điện. Không hề nghi ngờ bọn họ đang chạy về phía xích viêm thảo. Nếu xích viêm thảo bị hủy trong tay những kẻ đột nhập, thì ma cưu đại quốc sư sẽ trừng phạt nạp cắt phái như thế nào là điều không thể biết trước được, kết cục của bọn họ chắc chắn là sẽ rất thảm. Đại quốc sư cũng không phải là một người ôn hòa hiền lành. Từ khi hàng đầu sư khai lập đã mấy chục năm, từng gờ yêu ta ít vô số người, đa số trong đó đều là những kẻ mạnh. Những người như vậy, những hàng đầu sư như vậy có lẽ đã hình thành tính khát máu trong họ, Sao có thể ôn hòa khiêm nhường được chứ? Không nhìn thấy được tình hình trong cung điện, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn nhập nhòe lóe lên trong đêm tối. Huyền Vũ Giáp cảm ứng lại càng thêm kịch liệt. Trong đại điện, một trận hỗn chiến đang xảy ra. Tiêu Phàm cảm nhận được tin tức mà Huyền Vũ Giáp truyền đến, mắt nhìn đại điện cách đó 200 thước, hạ giọng nói, "Còn hai người, hiện tại họ cũng bị bao vây rồi, trong đại điện đang có rất nhiều người bao vây họ." Cơ khinh xa nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nói như vậy tức là chỉ có ba người đến, xem ra đây là những đệ tử mà Tô Nam chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ ba người mà dám trực tiếp đến tấn công trang viên Ma Cưu để phòng nghiêm ngặt. Cho dù Ma Cưu đại quốc sư có bị đặt vào tình thế điệu hổ ly sơn đi nữa, thì họ cũng thật to gan, thật ngạo khí. Chỉ có điều hiện tại cho dù ba người này có mạnh thế nào đi nữa, thì vẫn không thể đột phá được tuyến phòng vệ của Ma Cưu. Một người đã tự nổ, hai người khác thì bị bao vây lọt vào vòng vây mạnh mẽ hẳn là họ cũng không cầm cự được lâu cho dù bọn họ là đại hàng đầu sư đảng cấp gần bằng tô nam thì hàng đầu sư của bất cổ phái cũng không phải là những kẻ ngồi không dù là kiến cắn voi thì đối mặt với những trận chiến không ngừng cũng mệt chết đi được tiêu phàm không vội vã trả lời hai hàng lông mày nhẹ nhíu lại tay phải nắm huyền vũ giáp thật chặt huyền giáp dường như còn cảm nhận được tin tức của một người nhưng rất mờ hồ như có như không mạnh như tiêu phàm cũng không dám xác định, rốt cuộc người đó thực sự tồn tại hay đó chỉ là ảo giác của mình thôi. Khắp trang viên ma cưu đều là phòng ngự, 10 hàng đầu sư bình thường và đại hàng đầu sư sống trong đó, huyền vũ giáp đều có thể cảm ứng được dao động linh lực của họ. Trong hoàn cảnh như hiện tại, cảm ứng của huyền vũ giáp xuất hiện ảo giác là điều không thể. Chỉ có điều, nếu chẳng may mình cảm ứng đúng thì hơi thở không rõ ràng này có thể là của một vị hàng đầu sư mạnh nhất trong số những người kia tiêu phàm cần đặc biệt để ý người này mới được. Nếu thực sự tồn tại một vị đại sư mạnh như vậy, thì rốt cuộc người này là bạn hay thù. Tiêu phàm và cơ khinh xa không vội vàng không hấp tấp đi trên quảng trường tràn ngập máu tanh, đi về phía đại điện. Ngay từ đầu không ai phát hiện ra bọn họ, hoặc không ai để ý đến. Hai người này phong thái điềm đạm, có quy tắc, dường như không giống với kẻ địch. Trong một họ ẩn cảnh hỗn loạn sẽ tạo ra lối suy nghĩ hỗn loạn, dẫn đến phán đó ẩn sai khoảng cách hơn 100 mét, không ngắn cũng không dài, tiêu phàm và cơ khinh xa nhanh chóng tiếp cận đại điện. To ân đại điện này mang theo, dị vực phong tình, cũng chính là hơi thở của bộ lạc người lạc già, kiến trúc cung điện có sự khác biệt rất lớn với cung điện trung thổ. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, vẫn thấy pha tạp chút ít kiến trúc trung thổ. Nghe nói hàng đầu thuật vốn chính là sự kết hợp giữa cổ thụ A Châu Á Miêu Cương và vô thuật Nam Dương, vì thế kiến trúc cung điện trong trang viên ma cưu đại quốc sư có pha lẫn kiến trúc trung thổ cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng thì sự hiện diện của hai người ở đại điện cũng bị người khác phát hiện ra. Đứng lại, ai đấy? Hai nhân viên bảo vệ to khỏe đi từ trong cửa đại điện sáng bóng ra, giơ súng trong tay lên, họng súng đen ngòm chỉ về phía trước. Từ diện mạo có thể nhận ra rằng hai gã nhân viên bảo vệ này là thổ dân, chẳng qua là mấy ngày nay tiêu phàm quen nhìn thấy những thổ dân thấp bé gầy gò, bỗng nhiên lại nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn như thế không khỏi có chút không quen. Tơ khinh xa gọn gàng dứt khoát giải quyết hai tên bảo vệ này. Tuy rằng cô không thích gờ yêu ta ết chóc, nhưng trong họ ẩn cảnh hỗn loạn như này thì phải giải quyết một cách dứt khoát. Hai người vừa mới đặt chân vào đại điện, một con mãng xà lớn bỗng nhiên trượt xuống từ cột trụ đá ở đại điện, lưỡi rắn dài màu đỏ không ngừng thè ra nuốt vào. Há to miệng lớn dính máu, lao mạnh về phía tiêu phàm. Ngay lúc này, tiêu phàm vốn không hề hoang mang bỗng nhiên gia tăng tốc độ. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy hoa mắt, đã không thấy bóng dáng tiêu phàm đâu. Một gã hàng đầu sư thổ dân núp trong bóng tối cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền có một người xuất hiện trước mắt, nhìn qua thì là một người thanh niên. Hừ, một tiếng hô vang lên. Tiêu phàm giơ đao lên, cắt một nhát lên cổ hàng đầu sư thổ dân. Hàng đầu sư thổ dân không kịp kêu tiếng nào, lập tức ngã xuống đất mãng xà to lớn kia cả người chấn động, dường như vừa chịu một lực đả kích rất lớn. Xoạch một tiếng, cũng rơi từ trên cột trụ xuống, đập trên sàn nhà, không hề nhúc nhích. Linh sủng bản mệnh của hàng đầu sư chịu đả kích lớn, hàng đầu sư cũng bị đả kích như thế. Đồng thời bản thân hàng đầu sư bị đòn nghiêm trọng, thì linh sủng cũng sẽ bị như thế. Trong khoảnh khắc tiêu phàm liền phán đó ẩn rõ thế cục, áp dụng phương pháp chính xác nhất. Không hề nghi ngờ, hàng đầu sư bé nhỏ dễ đối phó hơn mãng xà to lớn kia. Nếu muốn đối phó với mãng xà kia, e rằng chỉ dựa vào khả năng của tiêu phàm chỉ là lãng phí sức lực thôi. chương 503, Đại nội Hoàng Thành Mãng xà là một lò ai sinh vật da dày thịt béo, sinh mạng cực kỳ ngoan cường, bị công kích bình thường thì tác dụng căn bản là không quá lớn. Tránh sự công kích của mãng xà, trực tiếp tấn công hàng đầu sư, coi như là muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Cùng lúc đó, cơ khinh xà bỗng nhiên vặn vẹo thân một chút, vòng eo mềm mại tạo thành một độ cong rất đặc biệt. Một con rắn nhỏ dài không đến hai thước, bắn ra từ bên người cô. Cả người con rắn này đỏ như máu, trong bóng tối lại càng thêm quỷ dị. Đan mạn là một nước nhiệt đới, trong rừng có rất nhiều các lọ ai mãng xà. Hàng đầu sư cũng rất thích nuôi mãng xà làm linh sủng bổn mạng của mình. Đột nhiên, một con mãng xà lớn trườn xuống từ cột trụ ở hành lang, thu hút ánh mắt của mọi người con rắn nhỏ chưa dài đến hai thước kia sẽ tự nhiên bị bỏ quên, từ chỗ tối đánh lén đến, tám phần sẽ có hiệu quả. Hai gã hàng đầu sư này là huynh đệ, không biết đã dùng cách này phối hợp với nhau bao nhiêu lần rồi, trong những lần tập luyện rất ít khi thất bại. Bọn họ luyện hàng đầu thuật, giấu rắn độc trong hàm răng. Một khi bị rắn cắn chúng cũng sẽ không bị mất mạng như khi bị những con rắn độc khác cắn, hậu quả chắc chắn cũng không nghiêm trọng lắm. Rất nhiều người sau khi trúng độc của hàng đầu sư, vì muốn giữ mạng sẽ không thể không khuất phục hàng đầu sư dưới ánh đèn lờ mờ cánh tay đẹp như tuyết trắng vẽ ra một đường cong xinh đẹp năm ngón tay xòe ra con rắn nhỏ mình đỏ như máu nhanh như cắt bị cơ khinh xa nắm trong tay năm ngón tay siết chặt con rắn nhỏ màu đỏ lập tức kêu xèo xèo liều mạng vặn vẹo nửa thân sau phần cổ cũng không thể động đậy được cơ khinh xa nhẹ nhàng hừ một tiếng con rắn nhỏ thân mình đỏ như máu bớt dãy dụa đi Tuy nhiên trong khoảnh khắc lại rất yên tĩnh, nửa phần thân sau mềm nhũn ra và rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe một âm thanh rầm vang lên, một cọc gỗ mục nát đổ ra từ trong bóng tối, đó chính là hàng đầu sư sử dụng linh sủng xuất kích vừa mới ngã xuống đất. "Đừng ném đi." Ngay khi Cơ Khinh Sa định cầm con rắn thân đỏ vứt đi, thì bên tai vang lên giọng nói của Tiêu Phàm. "Sao thế?" Cơ Khinh Sa nghiêng đầu sang một bên, dường như đang trưng cầu ý kiến của hắn nghĩ cách để mang về có cơ hội chúng ta sẽ nghiên cứu một chút tiêu phàm nhẹ giọng nói ra nghiên cứu cái này sao cơ khinh sa giật mình sửng sốt cô du học ở thành lạc già thành ba năm chưa từng nghe nói linh sủng mà hàng đầu sư nuôi dưỡng có thể làm vật nghiên cứu chỉ sợ không dễ dàng như vậy linh sủng không thể rời khỏi hàng đầu sư quá lâu nếu không sẽ bị chết mất cơ khinh sa nói cho tiêu phàm hiểu biết của mình tiêu phàm nhăn mày lại nói là như thế sao? Nếu thực sự là như vậy thì có thể nói lên kỹ thuật nuôi dưỡng linh sủng của hàng đầu sư có thể nâng cao. Điều này lại khác với mối quan hệ giữa hắn và Hắc Lân. Dù hắn và Hắc Lân có cách bao xa, bao lâu cũng không có vấn đề gì quá lớn. Dù ai bị tổn thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Hoặc có thể nói linh sủng mà hàng đầu sư nuôi dưỡng mới chính là linh sủng bản mệnh, hoàn toàn hòa làm một thể. Còn Hắc Lân và Tiêu Phàm không thể tính là linh sủng bản mệnh được, chỉ xem như là sủng vật có khả năng kết nối cao với chủ nhân mà thôi. Dù thế nào tôi vẫn muốn thử một chút, tiêu phàm lập tức nói. Theo như tình hình hắn tiếp xúc với các hàng đầu sư và hàng đầu thuật, thì thủ đoạn của hàng đầu sư vô cùng quái lạ. Nhưng xét cho cùng các sát chiêu chính thức không có gì ngò ai hai hình thức là súc quỷ và linh sủng bản mệnh. Hai thứ này chính là vũ khí chủ yếu của hàng đầu sư. Nghe nói ở Nam Dương còn có một lọ ai, phi đầu hàng, vô cùng thần kỳ. Đầu của hàng đầu sư có thể rời khỏi thân thể, bay trong đêm tối, nhắm người mà cắn, đồng thời hàng đầu có thể hạ xuống người bị cắn. Nghe thì có vẻ giống với truyền thuyết quỷ hút máu của phương Tây. Chẳng qua quỷ hút máu hóa thân thành con rơi, còn hàng đầu sư là đầu lừa khỏi xác. Tuy nhiên là ai hàng đầu thuật này chỉ là nghe nói đến mà thôi. Chưa nhìn thấy tận mắt thì Tiêu Phàm không thể tin được. Muốn hắn tin tưởng phi đầu hàng thì phải cho hắn tận mắt nhìn thấy sau khi đầu lìa khỏi xác mà người đó vẫn có thể sống được cơ khinh sa gật gật đầu lập tức đi đến bên cạnh hàng đầu sư đã hôn mê từ bên người gã tìm được một ống trúc xem chừng đây chính là công cụ mà hàng ngày gã nuôi dưỡng con rắn nhỏ trong đó cơ khinh sa bỏ con rắn đã hôn mê vào trong đó quả nhiên là rất kín kẽ cơ khinh sa đóng nút lại đưa ống trúc cho tiêu phàm tiêu phàm lật tay trong tay lập tức xuất hiện một tấm phủ lục đỏ tươi rồi dán lên phía trên ống trúc. Tơ khinh xa chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền mất đi ống trúc và hơi thở của con rắn nhỏ này. Không thể nghi ngờ, tiêu phàm dán phù lục lên ống trúc là để ngăn cách hơi thở. Bất kể thế nào đây là linh sủng bản mệnh mà hàng đầu sư nuôi dưỡng, chắc chắn là sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với chủ nhân, dù có cách xa thế nào hẳn là vẫn có thể cảm ứng được. Tiêu phàm cũng không muốn lúc mình vùi đầu nghiên cứu con rắn nhỏ này, lại bị hàng đầu sư đuổi gởi yêu ta đến tận cửa ký bản quyền tê ý bản quyền là ký bản quyền tê ý bản quyền những cũng không dễ chơi như vậy họ nhanh chóng qua cửa đại điện ngoại trừ hai gã hàng đầu sư tu vi không cao và hai gã bảo vệ người bản địa thì ở đây cũng không có lực lượng bảo vệ nào khác chủ lực đều đi bao vây hai gã hàng đầu sư của nạp cát phái rồi nhóm bảo vệ trang viên ma cưu về mặt kinh nghiệm không hề phong phú dù thế nào cũng không thể nghĩ ra một buổi tối sẽ có hai nhóm người đột nhập từ khi nào thì đám người ngò ai kia lại to gan như thế, ngay cả trang viên ma cưu mà cũng dám xông vào làm loạn. Cuộc chiến ác liệt không xảy ra bên trong đại điện, mà là ở phía sau đại điện. Trong đại điện, không có một bóng người. Về cảm giác, nơi này chỉ là một nơi để tổ chức các cuộc họp. Bởi vì quan hệ của cá nhân ma cưu, nơi này vốn là trang viên tư nhân, rất khả năng đã hoàn toàn biến thành, hoàng thành của thổ dân bộ lạc lạc giả, mọi việc lớn của bộ lạc đều được bàn bạc ở đây. Ngai vàng ở chỗ cao nhất và ghế dựa hai bên đại điện đã xác nhận phán đó ẩn này của tiêu phàm. Nếu hắn là một khách du lịch, bỗng nhiên nhìn thấy một tòa đại điện tráng lệ trong rừng sâu thế này, chắc chắn là phải mừng rỡ như điên, có thể khai quật rất nhiều thứ có giá trị. Mà hiện tại, đại điện rộng mở ở chỗ này đối với tiêu phàm mà nói tác dụng lớn nhất chính là có thể yểm hộ cho hắn và cơ khinh xa, che đậy thân hình bọn họ, không để cho đám người đang chiến đấu kịch liệt phía sau kia có thể phát hiện ra bọn họ phía sau đại điện là một chỗ giống như hoa viên vậy. Xem ra, tòa nội thành này, chẳng những là nơi ma cư xử lý công việc mà cũng là nơi ở của ông ta, có điểm giống với Hoàng Cung Hoa Hạ Quốc. Trang viên ma cư có thể được coi là thủ đô của tòa ẩn bộ thổ dân lạc già, nội thành còn là cơ quan chính sự cao nhất. Cũng chính là Hoàng Thành, sau Hoàng Thành mới là cấm cung, nơi mà Hoàng đế sinh hoạt. Trên cơ bản chính là kết cấu như thế. Hoa viên cách đại điện không xa, hơn 10 tên hàng đầu sư vây quanh một thổ dân. Các linh sủng bản mệnh đứng ngò ai xem tán loạn, chỉ chờ trực tìm cơ hội cho kẻ thù một đòn chí mạng. Vòng trong vòng ngò ai, âm phong từng trận, hàn khí kinh người. Mười mấy bóng đen mơ hồ cùng tiến vào trận đấu. Phía bên ngò ai có mấy thi thể đã cứng ngắc, không còn chút sinh khí. Trận chiến này vô cùng thảm khốc, chẳng khác nào trận tự bạo tại quảng trường nội thành. Tuy nhiên nhìn qua thì đại hàng đầu sư của, nạp cát phái, chỉ có sức chống đỡ, chứ không có sức trả đòn, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra, chúng ta phải tăng thêm tốc độ mới được. Cơ khinh sa nhẹ nhàng ghé vào đầu vai tiêu phàm, kề tai hắn nhẹ giọng nói. Tiêu phàm chỉ cảm thấy trên cánh tay hắn một cảm giác mềm mại tê người, mặc dù trong bóng tối, vẫn không khỏi đỏ mặt tía tai. Thế nhưng có hơn 10 tên hàng đầu sư chiến đấu ác liệt cách đó không xa, cơ khinh sa nói chuyện cũng không dám nói quá lớn tiếng mấy tên hàng đầu sư của nạp cát phái đến xâm phạm này chính là ô dù bảo vệ tốt nhất của bọn chúng cần phải mau chóng tóm được xích viêm thảo vào tay trước khi bọn chúng từng đứa một bị gờ iota chết cơ hội như vậy có lẽ chỉ có một trong đại trạch viện hoàng phủ thầy trò tô nam và nguyên thành tử vẫn đang gắng sức chống đỡ nhưng thắng bại của trận chiến này đã không còn gì trì hoãn nữa ngoài tô nam ra cả nước đan mạch cũng không thể có người nào xứng đáng để ma cưu tự mình ra tay Nói cách khác, sau đêm nay, Ma Cưu sẽ tự mình chấn giữ trong trang viên, không đi ra ngoài nữa. Đối với những người có ý muốn đánh, xích viêm thảo, mà nói, đây là một tin tức làm người ta vô cùng tuyệt vọng. chương 504, Mê Cung Tiêu phàm khẽ gật đầu, dịch chuyển sang bên cạnh một chút, quay đầu nhìn phía cơ khinh xa, hạ giọng nói. Ngoài việc phải đối phó với mấy tên hàng đầu sư này ra, chúng ta vẫn còn một trở ngại nữa. Trở ngại gì, chúng ta phải xác định vị trí của xích viêm thảo trước. Về cơ bản, bọn họ không có thời gian để đi đường vòng. Cơ khinh xa khẽ trao mày nói. Quyền vũ giáp của anh không cảm ứng được mùi của xích viêm thảo sao? Không cảm ứng được. Tiêu phàm lắc đầu nói. Giống như xích viêm thảo, loại linh vật thiên địa có công hiệu cải tử hồi sinh này, thông thường mà nói đều rất đặc biệt. Có lẽ bản thân, xích viêm thảo, có thể che mùi, Kháng cự bất kỳ tra thám cùng cảm ứng của pháp khí và lực thần niệm. Quyền vũ giáp tuy rằng thần kỳ là một trong tam bảo trấn giáo của vô cực môn, chạm phải loại linh vật này cũng đành bất lực. Tơ khinh xa suy nghĩ một hồi liền nói. Vậy chúng ta phải nghĩ cách bắt sống một tên. Có lẽ phải như vậy rồi. Hàng đầu sư bình thường chưa chắc đã biết rõ tung tích của xích viêm thảo. Nhưng muốn bắt sống một hàng đầu sư thật sự dễ sao? Tiêu phàm không nán lại đây cùng với cơ khinh xa, vượt qua bên kia đại điện tránh khỏi hàng đầu sư đang đánh nhau ác liệt trong hoa viên tiến sâu vào hoa viên ở trong đó có rất nhiều kiến trúc như ẩn như hiện đoán chừng đó mới là nơi tu luyện thường ngày của ma cưu đại quốc sư một trận chiến ác liệt khác đang diễn ra ở bên kia lúc qua nguyệt môn tiêu phàm và cơ khinh sa lại gặp phải thủ vệ có điều lần này không chờ thủ vệ ra tay cả hai liền đi trước một bước dọn dẹp luôn bọn thủ vệ Tiêu Phàm đem một trong số mấy tên hàng đầu sư đến một nơi vắng vẻ, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu y. Một luồng chân khí mạnh mẽ xâm nhập vào, tên hàng đầu sư đó toàn thân giật nhẹ, liền tỉnh lại. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Phàm, không kìm được mở miệng kêu la. Bóng đen chợt lóe lên, một cái họng súng đen ngòm chắn ngay trên trán y. Đây là vật cơ khinh xa tiện tay tìm thấy từ trên người của tên thủ vệ bị đánh ngất. Khi thẩm vấn, có thể dùng tới những thứ này. Quả nhiên, để họng súng ở trước chán, tên hàng đầu sư định la lên liền lập tức thu lại, cổ họng cứng đờ, thậm chí cả cử động cũng không dám. Hàng đầu sư quả nhiên thần kỳ vô cùng, nhưng người có khỏe mạnh bị bắn một phát vào đầu thì cũng chết chắc. Sợ rằng ngay cả ma cưu đại quốc sư cũng không ngoại lệ. Trừ phi, y luyện thành, thiên quỷ hàng, thân thể trở nên bất tử nửa người nửa thần. Thẩm vấn người bình thường, dùng thủ đoạn của hàng đầu sư rất công hiệu, cũng như lúc này, thẩm vấn hàng đầu sư cũng không bằng trực tiếp dùng súng lục. Đây là hàng đầu sư trẻ tuổi, dáng mạo của người bản địa. Trong mắt chuyển động loạn xạ, nhìn tiêu phàm, lại nhìn cơ khinh xa, thần sắc trong mắt vừa lộ vẻ căng thẳng vừa lộ vẻ sợ hãi. Đồng thời cũng mang một chút hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, y cũng phát hiện tiêu phàm và cơ khinh xa không giống người thường. Đây không phải người bản địa, mà là người Hoa. Dù được xem là hàng đầu sư của trang viên Ma Cưu, đối với người hoa cũng có chút coi trọng đây là xu hướng của thành lạc gia cái gọi là phân biệt chủng tộc chính là như vậy người có hiểu biết nhất định tất nhiên rất phản đối sự ưu việt cao cao tại thượng của người hoa nhưng đồng thời đại đa số người dân bản địa cũng thừa nhận ưu thế của người hoa thậm chí bao gồm cả những người bản địa ưu tú sợ rằng chỉ có ma cưu đại quốc sư tô nam đại hàng đầu sư những nhân vật nổi tiếng cùng đẳng cấp như vậy sống chết nắm trong tay họ khi đối mặt với người Hoa mới không sinh ra cảm giác tự ti. Hàng đầu sư trẻ tuổi tò mò là tại sao tối nay còn có cả người Hoa đến chung vui. Hàng đầu sư người Hoa không ít, nhưng thật sự đạt tới thượng thừa thì rất hiếm thấy. Giống loại trình độ của Phạm Anh, lực tấn công cực mạnh trong các hàng đầu sư người Hoa được coi là tuyệt rồi. Nếu dám tự ý xông vào trang viên Ma Cưu, thì chắc chắn là tìm đến chỗ chết, đoán chừng không chống đỡ nỗi được 3 phút ở trong trang viên liền hóa thành mưa máu đầy trời. Hai vị này, cũng không biết ở đâu xuất hiện, lại còn có một nữ nhân. Xích viêm thảo, ở đâu? Cơ khinh xa không mảy may quan tâm đến sự kinh ngạc của tên hàng đầu sư trẻ tuổi, hạ giọng hỏi, họng súng hướng lên đỉnh đầu một chút. Mặc dù tên hàng đầu sư khá trẻ tuổi, và lại trình độ không cao, có thể khẳng định không phải đại hàng đầu sư, chỉ là lạc giả nhân tế sư mới vào, vẫn đáng để thử một lần. Nếu lỡ gã thật sự không biết vị trí chính xác của, xích viêm thảo, thì không cần mạo hiểm đi bắt sống một tên đại hàng đầu sư. Vốn tiếng bản địa ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, nhưng từ miệng cơ khinh xa nói ra, ngay tức khắc trở nên tao nhã dễ nghe. Nhưng dưới sự uy hát yêu ta ép của họng súng, hàng đầu sư trẻ tuổi hiển nhiên không có thời gian cũng không có tâm trạng để lính hội loại tao nhã này, thân sắc ánh mắt lộ rõ sợ hãi, vội hỏi. Ngươi, các ngươi muốn tìm, xích viêm thảo. Vẻ mặt không dám tin, ngay cả người hoa cũng có ý đánh xích viêm thảo thế giới này hoàn toàn làm cho người ta nhìn chẳng hiểu rõ gã đẹp trai là ta đang hỏi ngươi cơ khinh xa khẽ cười nói tay trái đưa lên trước kéo nhẹ để chốt an toàn cạch một tiếng lên đạn xin xin lỗi xin lỗi tôi không biết xích diệm thảo ở đâu thật sự tôi không biết tên hàng đầu sư trẻ tuổi sắc mặt đen đen trở nên trắng bệch luôn miệng nói may mà người này đủ thông minh để biết trước mắt không thể lớn tiếng kêu gào, la lớn, vì có thể đủ thu hút sự chú ý của người khác, biết bên này có địch đến. nhưng như thế cũng có nghĩa là tính mạng mình cũng không giữ được nữa. mặc dù trước mắt là một người phụ nữ, nhưng ban đêm dám xông vào trang viên ma cưu, chắc chắn khi cần sẽ không ngần ngại bóp cò. Giotta ít người đối với loại người này mà nói, tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại tâm lý. vậy người ít nhất cũng biết rõ lão ta đang ở đâu chứ đang ở bên trong đi vào trong cụ thể là ở đâu chúng tôi cũng không biết chỉ có tổ sư gia và sư phụ mới biết hàng đầu sư trẻ tuổi vội trả lời cố gắng dùng ngữ khí của mình để sao nghe thành thật nhất ở trong đó là ở đâu không biết chúng ta không vào được trong đó đó là nơi tổ sư gia tu luyện từ trước đến nay chúng ta chưa từng vào trong thật đó những lời ta nói đều là sự thật không hề bịa đặt Cơ khinh xa liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái tiêu phàm khẽ gật đầu xem ra hàng đầu sư trẻ tuổi này nói thật rồi ít nhất cũng xác định được phương hướng của bọn chúng không sai tiêu phàm từ cảm ứng lúc có lúc không trên huyền Vũ Giáp cũng có thể biết được người nào không biết hàng đầu sư lợi hại còn tồn tại hay không dường như là hướng sâu trong khu hoa viên này cuộc chiến ác liệt đang diễn ra cũng ở hướng đó một vị nạp cát phái đại hàng đầu sư đã gợi yêu S vào nơi cấm địa trọng yếu Tiêu Phàm chỉ ngón tay ra, tên bản địa trẻ tuổi hàng đầu sư không kịp rên một tiếng, liền ngất đi như chết. Phía sâu trong hoa viên, đi lên phía trước một đoạn nữa, liền thấy một bức tường cao chắn lại. Bức tường chắn này rất cao, tầm 3 mét, được xây bởi những viên đá khổng lồ. Trên đỉnh tường có gai nhọn dày đặc được tạo nên bởi những thanh thép, chĩa thành hai hướng, sáng loáng, không có bất kỳ chỗ nào để leo và để chân. Tường cao hình vòng cung kéo dài ra hai bên bên trái có một lối vào phía xa xa từ lối vào nhìn vào bên trong thấy một bức tường chắn cao khác đá khổng lồ màu trắng xám lạnh như băng đây là đâu chẳng lẽ là mê cung cơ khinh xa hơi kinh ngạc hỏi rất có thể tiêu phàm gật đầu đáp loại kiến trúc tường trong tường này trong trí nhớ của hắn hẳn chính là mê cung nếu không căn bản không cần phiền phức như vậy nói như vậy Xích viêm thảo có khả năng đã ở bên trong mê cung này rồi sao? Nơi tu luyện của Ma Cưu Đại Quốc sư bỗng nhiên xuất hiện một tòa mê cung như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Nếu như không phải giấu Xích viêm thảo bên trong thì không cần thiết phải xây mê cung khổng lồ như vậy. Nhưng mà có chút không đúng. Cơ Khinh Sa liền lắc đầu bác bỏ suy đoán của mình. Tường cao tạo thành mê cung, quả nhiên chắc chắn tay không không thể nào phá hủy được, mà lại không xây kín nóc chiều cao 3 mét, trên tường gắn gai thép ngược xuống, là cách phòng thủ rất hay, lại hoàn toàn không thể leo lên. Chỉ cần có dụng cụ thích hợp, cơ khinh sa tin rằng loại tường cao 3 mét và có gai thép không trèo lên được này không thể ngăn được mình. Trèo tường mà vào, mê cung như vậy sẽ vô hiệu ngay. Đây chẳng phải uổng công vô ích sao? Trực tiếp đóng kín nơi đây lại, há chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu phàm dễ dàng đoán được nội tâm cô đang nghĩ gì, nói xích viêm thảo phải hấp thụ được tinh hoa của trời đất mới có thể phát triển được, nếu xích viêm thảo trong mê cung này đóng kín toàn bộ thì không ổn rồi. Hơn nữa, em không nên xem thường khả năng phòng ngự của loại tường cao này. Gai thép chĩa ngược chỉ là thấy những thứ có thể nhìn thấy, mà còn rất nhiều thứ hạn chế không nhìn thấy được, mới là nơi thật sự lợi hại, muốn phá những thứ hạn chế này, trực tiếp lục lọi trên tường mà qua, độ khó còn hơn tìm đường trong mê cũng nhiều, tốn càng nhiều thời gian hơn. Tốn một khoảng thời gian hòa hoãn như vậy, thì hàng đầu sư trong trang viên sớm bao vây chặn lại rồi. Trung quy thì nơi đây là sân nhà của người ta. Nếu như chúng ta có thể tìm được người dẫn đường nhỉ. Cơ khinh xa bỗng nhiên nói. Tiêu phàm liền mỉm cười, cơ khinh xa luôn tìm được biện pháp giải quyết vấn đề chính xác. năm 505, Hổ Mang Chúa. Cách đó không xa chợt vang lên liên tiếp hai tiếng thê lương. Sắc mặt tiêu phàm thay đổi, lại có thêm hai người nữa chết oan uổng rồi. Hàng đầu sư đấu pháp quả nhiên vô cùng lợi hại. Sau đó, một bóng người bay đến, thật sự như đang bay lượn giữa không trung, cảm giác người này giống như hóa thân thành một con rơi, tốc độ cực nhanh. Mặc dù ánh sáng lờ mờ, Tiêu Phàm trong chớp mắt đã nhìn thấy, người này cũng có dáng mạo của người bản địa, trang phục giống với vị nạp cát đại hàng đầu sư bị vây đánh nhìn thấy ở sau đại viện, chắc là đồng bọn. Trốn đi đâu? phía đằng sau tên nạp cát đại hàng đầu sư này, theo sát hai người đàn ông bản địa khác, khoảng chừng 50 tuổi, cũng chạy như bay, một dáng vẻ vừa vội vàng vừa tức giận. Chắc chắn, hai người vừa rồi bị gờ yêu cũng là hàng đầu sư của trang viên ma hoặc có lẽ chính là môn nhân đệ tử của hai người này. Bị người trước mặt gờ yêu ta chết, đương nhiên sẽ phẫn nộ công tâm. Hai người đàn ông đang đuổi theo đó, có cảm ứng mãnh liệt trên huyền vũ giáp, khí tức mạnh, không có ý nhượng bộ vị nạp cát đại hàng đầu sư đang chạy phía trước kia. Đoán chừng là đại hàng đầu sư, bất cổ phái, chấn giữ trang viên ma cưu. Dựa vào tin tức của Phạm Anh cung cấp, bình thường trang viên ma cưu sẽ có 6 vị đại hàng đầu sư chấn thủ, trên gác cổng thành đã có một tên chết rơi xuống, trong một đám mà nạp cát đại hàng đầu sư vây đánh phía sau đại điện, huyền vũ giáp cảm ứng được hai người, cộng thêm hai người hiện tại, tổng cộng có 5 người đã lộ diện. Vẫn không biết còn một người, đang ẩn nấp ở đâu có lẽ không chỉ còn một người. Vi Phạm Anh nói ít nhất có sáu người, thời khắc phi thường, Ma Cư có thể sẽ có càng nhiều đại hàng đầu sư được điều đến trang viên. Không tính Ma Cư, bao gồm cả Zino trong đó, bất cổ phái, tổng cộng có 15 vị đại hàng đầu sư. Nhưng Tiêu phàm đoán chừng, cho dù đại hàng đầu sư đóng giữ trong trang viên hơn sáu người, nhiều thì cũng không nhiều tới đâu, 15 vị đại hàng đầu sư, dám chắc không điều toàn bộ đến trang viên Ma Cư. Nếu không, hẳn là có càng nhiều đại hàng đầu sư ra đánh địch. Để những kẻ xâm phạm trang viên tung hoành, gợi yêu ta ít hết môn nhân đệ tử của bọn chúng, thì vui lắm sao? Hàng đầu sư còn lại không nhiều, tất nhiên có những nơi càng phải được chấn thủ chặt chẽ hơn, vạn bất đắc dĩ, không được tự ý rời khỏi. Nhìn tình hình trước mắt mà nói, toàn bộ trang viên ma cưu, nơi cấp bách nhất chính là nơi, xích viêm thảo, sinh trưởng Nạp cát hàng đầu sư đằng trước tiến thẳng vào lối vào của mê cung thông thường thì mê cung lớn như vậy, không chỉ có một lối vào. Có khi, mê cung càng nhiều lối vào, tình hình bên trong càng phức tạp. Chỉ là mê cung này quá lớn, cho dù có nhiều lối vào, muốn tìm ra cũng không dễ dàng. Đoạn tường cao này, chỉ có lối vào phía trước này. Nạp cát đại hàng đầu sư không hề dừng lại, chạy thẳng vào lối vào mê cung. Phía sau, một tiếng, hư, lại nhanh như chớp vọng ra. Trong tiếng, rít, hai con hổ mang chúa từ trong lối vào lộ ra âm thanh đứt quãng nửa thân trên ngẩng lên phần cổ dẹp cực lớn nhìn chằm chằm vào nạp cát đại hàng đầu sư lưỡi rắn đỏ tươi thụt thò chuyên cua tui đốt nét không giống với rắn hổ mang chúa bình thường trong mắt của hai con rắn hổ mang này có màu đỏ tươi như chứa đầy máu tươi trong ánh trăng ảm đạm lấp lánh màu đỏ tươi sáng loáng vô cùng kỳ quái phụ tông bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp chúng ta có thể không ngờ yêu ta hết ngươi, nhờ đại quốc sư xử lý. Cứ như vậy trì hoãn, hai tên hàng đầu sư, bất cổ phái, phía sau đã truy đuổi sát nút, người đứng phía trước, vội vàng quát lên. Đúng vậy, phụ tông đại sư, người cũng là đại hàng đầu sư nổi tiếng của, nạp cát phái, sư phụ ta quý trọng nhân tài, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, đại quốc sư nhất định sẽ đặc biệt cho phép ngươi gia nhập, bất cổ phái, bọn ta, vinh hoa phú quý hưởng không hết xin vô tông đại sư suy nghĩ kỹ. Một vị đại hàng đầu sư, bất cổ phái, khá nho nhã khác cũng khuyên nhủ nói, dùng những câu từ hết sức chú ý, khách khí hơn nhiều so với vị đồng môn phía trước. Cũng xem như là một mặt đỏ một mặt trắng. Cơ khinh xa ghé sát tai tiêu phàm, nhẹ giọng giải thích lời đối thoại của hai bên cho tiêu phàm hiểu, còn nói thêm quả nhiên là người của nạp cát phái. Tiêu phàm khẽ gật đầu. Xem ra vì ngày này, nạp cát phái, và Tô Nam cũng hao tâm tổn sức rồi. Vu Tông cười lạnh một tiếng, nói. Hai kẻ ngốc các ngươi, bây giờ còn chưa tỉnh ngộ. Nếu ma cưu luyện thành, thiên quỷ hàng, thứ mà phải ăn đầu tiên chính là những người bên cạnh như các ngươi đấy. Hai gã bất cổ hàng đầu sư phái liền biến sắc, cái vị khi trước tính khí khá nóng nảy quát. Nói vớ vẩn, thiên quỷ hàng, cái gì? Ai nói vớ vẩn với ngươi thế hả? vẻ mặt của hàng đầu sư khá ôn hòa tự xưng là đệ tử ma cư cũng lập tức trở nên u ám vô cùng, chậm rãi nói. Vu Tông Đại Sư, người đừng để người ta lừa, ai nói sư phụ ta muốn luyện thiên quỷ hàng. Đây là những tin đồn thất thiệt, rốt cuộc chuyện đó có hay không đều chưa rõ ràng lắm, sao có người thật sự có thể tu luyện được. Như vậy, người không được nói bừa nữa, bằng không. Tính tình của sư phụ ta dù có tốt đi nữa, chắc chắn cũng sẽ không tha cho người đâu. Vô Tông ngẩng đầu lên, cười to ha ha. Tha cho ta, khi nào ta cần lão tha cho ta nhỉ? Nói cho các người biết, nếu vô tông ta tối nay dám đến trang viên ma cưu, thì không có ý định còn sống trở về. Các ngươi đừng tưởng rằng có một ma cưu, bất cổ phái, sẽ thật sự vô địch thiên hạ. Nói cho các người biết, so với, nạp cát phái, bọn ta, còn kém xa lắm đấy. Thật sự là không biết trời cao đất dày. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Bất cổ hàng đầu sư có tính khí nóng nảy lớn tiếng quát, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Giang Trừng, không cần phí lời với loại vô lại này, cùng ra tay, gợi yêu ta ết lão ta. Chỉ có ba tên tiểu tốt, muốn làm loạn trang viên ma cư của bọn ta, thật là mơ mộng hão huyền. Đại hàng đầu xưa ôn hòa được gọi là Giang Trừng khẽ thở dài. Y cũng không thật sự, yêu tài, muốn thu hút đại hàng đầu xưa có trình độ cao thâm như vu tông cho bất cổ phái, thật ra là vì vu tông có bản lĩnh lợi hại, dù cho hai người bọn họ liên thủ, cũng không nắm chắc thắng lợi, chỉ muốn dùng lời lẽ để lay động vu tông. Nếu quả thật có thể không đánh mà khuất phục được lòng người, sư phụ nhất định sẽ thêm phần tán thưởng. Nói không chừng sau khi thoái vị, sẽ đem vị trí đại tế ti truyền cho mình, mà không phải cái tên vừa háo sắc vừa ngông cuồng tự đại Zinokia. Chỉ là cái tên vu tông này xem ra như là rùa ăn phải quả cân quyết tâm. Muốn thuyết phục y đầu hàng thì không cần phải nghĩ ngợi nữa rồi. Âm, uhm, một tiếng. Một quả pháo khói màu máu từ trong tay Vu Tông bắn ra, thậm chí không đợi hai người giang trừng hành động, liền hạ thủ lấy uy trước. Quả pháo khói này nhìn màu sắc rất đẹp, lại không mang theo mùi máu tanh, cũng không cháy hừng hực, ngược lại mang một luồng khí lạnh dày đặc, giống một giải hàn băng múa lượn. Đáng ngạc nhiên chính là, luồng lửa lạnh của Vu Tông không phải bắn về phía hai gã, bất cổ phái, hàng đầu sư đối diện, mà là bắn về phía hai con rắn hổ mang thủ vệ ở lối vào mê cung hai con rắn hổ mang này dường như không phải là linh sủng bổn mạng của các vị hàng đầu sư nuôi dưỡng, mà là đặc biệt nuôi để bảo vệ lối vào mê cung. Ngoại trừ con mắt là màu đỏ tươi, không có khác biệt gì đáng kể so với rắn hổ mang khác. Nhưng được dùng để bảo vệ lối vào mê cung, chắc chắn không đơn giản. Mắt nhìn thấy ngọn lửa lạnh đến, hai con rắn hổ mang không tránh không né, giết lưỡi rắn thụt thò, phần cổ dẹp co lại phía sau, lại đột nhiên ngẩng về phía trước, hai dòng nọc độc đặc sệt, giống như một mũi tên bắn về phía vu tông. Mặc dù cách nhau bởi một khoảng cách không gần, tiêu phàm và cơ khinh xa cũng lập tức ngửi thấy được mùi tanh hôi của nọc độc đó. Do vậy có thể thấy, độc tính của loại độc này rất khác thường. Một số rắn độc có độc tính cực mạnh, không cần truyền qua máu, da cũng có thể lây nhiễm, chỉ cần nhiễm phải một ít trên da, lập tức ăn mòn tới tận xương. Vu tông, hừ, lạnh một tiếng, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, ngọn lửa lạnh kia ầm ầm nổ tung ra tức khắc nọc độc bắn ra trước mắt đông cứng lại thành một phiến hoa băng rơi xuống mặt đất phát ra những âm thanh vỡ vụn lanh lành ngay lúc này vu tông buồn bực hừ muốn tiếng chỉ thấy tay trái trên cánh tay y bỗng nhiên nổi lên một tầng bọt nước một mùi tanh hôi theo gió bay ra xem ra hàn diệm vẫn chưa chắn hết tất cả độc rắn ra bên ngoài cuối cùng vẫn còn một ít tránh được hàn diệm phun thẳng đến cánh tay trái của vu tông da vừa mới dính độc rắn, tức thì bắt đầu thối rửa, mùi tanh sông vào mũi, đủ thấy loại độc rắn này mạnh vô cùng. Bất cổ quái, hàng đầu sư tính khí nóng nảy vui mừng, kêu lên. Vô tông, người chết chắc rồi. Rắn hổ mang này là ma cưu đại quốc sư tự mình nuôi dưỡng, ngày thường dùng những thứ cực độc cho ăn, độc tính mạnh, sớm không còn là rắn hổ mang bình thường nữa, có thể được như vậy thiệt là hiếm thấy phàm là người hay là động vật bị nhiễm phải một lượng cực nhỏ nọc độc của loại rắn này, cuối cùng nhất định ngã lăn mà chết. Vu Tông hiện giờ chúng phải độc rắn, thế thì chết chắc rồi. Ánh sáng trắng lóe lên, trong tay Vu Tông đã có dao găm sắt bén sáng lóe, đại hàng đầu sư không hề do dự vừa vung đao, cả cánh tay trái lập tức đứt rời khỏi khủy tay. Tráng sĩ cụt tay, Vu Tông này quả nhiên cũng là nhân vật lợi hại. Nếu không thì Tô Nam cũng sẽ không phái y tham gia hành động tiến công trang viên Ma Cưu hàn quang lại lóe lên, cánh tay bị đứt mang đầy mùi máu và tanh hôi chọc vào mũi đó, bắn ra về phía hai con rắn hổ mang. Hai con rắn hổ mang dường như nhìn thấy đồ ăn gì đó hết sức mỹ vị, cái đuôi mạnh dùng lực chống trên mặt đất, thân mình nhảy dựng đứng lên, miệng máu mở lớn, ngoạm lấy cánh tay đang bay tới và tranh nhau cắn xé. Loài rắn không có răng hàm, không thể nhai, chỉ có thể nuốt tất cả thức ăn xuống. Hai con rắn hổ mang không nhường nhau, kiên quyết dùng răng nanh cắn lấy cánh tay bị đứt, ở đó rằng coi nhau không dứt. Nhưng sau đó một lúc, hai con rắn hổ mang chúa hung dữ đột nhiên tê liệt mềm nhũn, ngã, xoạc xuống đất, không động đậy nữa, dường như trong phút chốc đều toi mạng. Rắn độc đối với con người mà nói, là nọc độc chết người, nhưng hàng đầu của hàng đầu sư hạ, đối với rắn độc mà nói, cũng là toi mạng. Hai con rắn hổ mang chúa kịch độc vô cùng này, lại bị vu tông gỡ yêu ta -S chết tại chỗ. Bóng người chợt lóe, vu tông vụt lên phía trước, tiến vào trong mê cung. Hai gã bất cổ phái hàng đầu sư vừa sợ vừa giận, cũng lập tức đi vào truy sát. Audio điện tử võ tấn bền chương 506, không thể chống đỡ. Khoảng 10 giây sau, một góc sâu khác trong mê cung, bất cổ phái, đại hàng đầu sư giang chừng ngồi trong đó, miệng tràn máu tươi, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Cách y không xa, hai người nằm dạp trên mặt đất, trong đó có một người không có cánh tay trái, chính là nạp cát đại hàng đầu sư Vu Tông, người kia là đồng bọn của Giang Trừng, vị bất cổ phái, đại hàng đầu sư tính tình khá nóng này kia. Cả hai người đều bất động, không hề có dấu hiệu của sự sống, đã là hai cái xác rồi. Giang Trừng tuy rằng còn thở, nhưng tình hình cũng không lạc quan cho lắm. Y ngay cả sức phát tín hiệu cầu cứu đồng môn cũng không có. Một lát sau, Giang Trừng dường như hồi phục được một chút sức lực, chuẩn bị cử động, thì đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, Hướng về phía cuối lối đi hình thành giữa hai bức tường cao, vẻ mặt cây ếch yêu ta ếch sợ. Lối đi bên kia, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai bóng người, khuất bóng, nhìn không rõ dung mạo, miến cứng có thể phân biệt ra được. Hình như là một nam một nữ, từ từ đi về phía y, giống như là đi bộ bình thường trong vườn nhà mình, nhìn không ra có ý vội vã gì cả. Ai? Giang trừng cố ngồi thẳng người, lớn tiếng quát, trong lòng có dự cảm không may. Nhìn thế nào? hai vị này đều không giống như người của trang viên, cho dù là người đóng giữ trang viên ma cưu, người thường cũng quyết không được phép tiếp cận mê cung này. Trừ mấy vị đại hàng sư bọn họ ra, chỉ có khoảng 10 vị hàng đầu sư hậu bối nhận được, đặc quyền, như vậy. 10 hàng đầu sư hậu bối này, ai cũng biết giang chừng thấy gã bị thương ở đây, nhất định sẽ vội đến cứu viện, tuyệt đối không thông thả mà đi như thế này. Giang Trừng Đại Sư, tới gần, quả nhiên là một nam một nữ, người nam trẻ tuổi đó đi đầu, Diện mạo nho nhã, khí thế phi phàm, vừa nhìn không phải là người bản địa mà là người hoa. Từ từ tới bên cạnh y đứng lại cách y không xa, thản nhiên chào hỏi y. Giang Trừng tuy không thông thạo tiếng Hán, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu được, cuộc trò chuyện thông thường không thành vấn đề. Đây dường như cũng là thói quen của người Lạc Già Thành, vừa căm hận uy thế cao cao tại thượng của người hoa, vừa không ý thức tự giác cố gắng học hỏi từ người hoa. Bao gồm cả ngôn ngữ của họ đó cũng là cách thể hiện thân phận thượng đẳng của mình. Ngươi là ai? Tâm tư của Giang Trừng và sắc mặt của y giống nhau, vô cùng nặng nề. Tình hình này, thật sự kỳ lạ. Trong đêm tối gió lạnh trăng mở thế này, ở nơi trọng yếu của trang viên Ma Cưu, hai gã người hoa đột nhiên xuất hiện trong mê cung, ngay trước mặt y. Trong lòng Giang Trừng, tình huống như vậy cũng chưa từng nghĩ tới. Người hoa của thành lạc già mặc dù là chủng tộc thượng đẳng, nhưng trong giới hàng đầu, bọn họ không hề có địa vị gì đáng nói cả. Nhiều năm như vậy, thật sự người hoa có thân phận bình đẳng tiến vào trang viên ma cư chỉ có phạm anh đệ tự người hoa đó của sư huynh jinno. Hơn nữa còn là vì tặng các loại vật tư cho trang viên mới có thể tiến vào được ngoại thành trang viên. Nội thành ngay cả y nửa bước cũng không có tư cách bước vào, chưa kể nói đến hậu hoa viên này. Ta họ tiêu, tiêu phàm đến từ trung hoa. ngữ khí của tiêu phàm bình tĩnh thản nhiên như trước. Giang Trừng kinh ngạc kêu lên. Đến từ Trung Hoa, ngươi không phải người Hoa của thành lạc giả à? Mặc dù bây giờ là thời đại thông tin, nhưng nước Trung Hoa đối với Giang Trừng mà nói, vẫn xa xôi như thế. Lại không ngờ tới, có một ngày, sẽ có một vị khách của nước Trung Hoa thâm nhập vào khu vực trọng yếu nhất của trang viên Ma Cưu. Tiêu Phàm cười nhẹ. Giang Trừng rốt cuộc không hổ là đệ tử của Ma Cưu. Đại hàng đầu sư nổi danh, bất cổ phái, rất nhanh liền khôi phục vẻ điềm tĩnh, cảnh giác hỏi. Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngươi khuya khoát, đến trang viên của chúng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là người của, nạp cát phái? Nói thật, cái gã dám tấn công thẳng vào ma cưu trang viên, ở nước đan mạn thật sự là hiếm có rồi. Cũng chỉ có đại phái, nạp cát phái, có danh tiếng lâu đời này mới dám hành động điên cuồng như vậy. Giang Trừng đã cảnh giác lại càng cảnh giác hơn, nhưng thực sự không thể nghĩ ra, một người hoa của nước Trung Hoa, vượt trùng dương, không ngại xa xôi vạn dặm lại tới đây, rốt cuộc vì chuyện gì, tự nhiên quy tiêu phàm về phe của Nạp cát phái. Có thể nói, suy đoán này của Giang Trừng cơ bản là không thái quá. Ít nhất trước mắt, Tiêu Phàm và Nạp cát phái cũng được coi là đồng minh. Tuy rằng lúc này Tô Nam đang liều mạng cùng Ma Cưu, Tiêu chân nhân bỏ bọn họ qua một bên, chú ý chạy thẳng tới trang viên Ma Cưu đánh xích viêm thảo dường như có phạm đạo bằng hữu Tuy nhiên, hắn thật sự có thể hái được xích viêm thảo, tuyệt đối chính là giúp Tô Nam và nạp cát phái, một tay, Tô Nam có thể quay đầu bước đi, lại không cần dừng lại thành lạc già nơi thị phi này, kinh hoàng gây ết yêu ta ép sợ đợi ma cưu đến gợi yêu ta ết Giang trừng đại sư nhất định nghĩ như vậy, cũng không tính là sai. Nhưng, ta không có ý định gợi yêu ta ết chóc, nếu Giang trừng đại sư có thể phối hợp với ta, có lẽ có thể không đổ máu. Tiêu phàm chậm rãi nói. Giang trừng cười lạnh một tiếng, nói tiêu tiên sinh khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng nơi này là đâu? Nếu đã đến nơi đây, ngươi có thể còn sống mà ra khỏi trang viên này thì đúng là nghi ngờ. Lại ở đây hô hào khoác lác, nói cái gì, không có ý định gỡ yêu ta ết chóc. Coi trong trang viên ma cưu này người chết hết rồi sao? Cơ khinh xa cười nhẹ, tiếp lời. Giang trừng đại sư, mặc kệ nơi này là đâu, ít nhất hiện tại bọn ta muốn lấy mạng của ngươi, dễ như trở bàn tay. Cho nên, xin ngươi phối hợp một chút, không nên ép bọn ta động thủ gỡ yêu ta ết người. Thông thường đại hàng đầu sư đều rất kiêu ngạo, đối phó với gã kiêu ngạo này, chính là cần đánh vào lòng tự tôn của y trước. Thật à, ngươi thật sự cho là vậy à, ha ha. Giang Trừng liên tục cười lạnh, mượn thời gian nói chuyện này, sức lực trong cơ thể gã dường như đang dần dần hồi phục lại. Hai người hoa đến từ đất nước xa xôi này, nhất định là coi hàng đầu sư đồng đẳng với người thường rồi. Bọn họ mãi mãi không có cách gì có thể hiểu được, một tên hàng đầu sư thật sự thì đáng sợ đến mức nào, có sức bật và sức lực dũng mãnh biết bao nhiêu. Mặc dù vừa rồi, Giang Trừng ngay cả cử động một ngón tay cũng rất khó khăn, muốn đối phó với một người đàn ông cường tráng bình thường, vẫn là dễ như trở bàn tay. Giang Trừng hiện giờ đã không muốn phí lời với hai tên này, chỉ muốn trực tiếp gợi yêu ta taết chết bọn chúng. Càng sớm bế quan trị thương càng tốt. Vu Tông không hổ là một trong những đại hàng đầu sư mạnh nhất của Nạp cát phái, bị trọng thương, lấy một địch hai, vẫn cứ liều cùng chết với bọn chúng, y nếu vận khí tốt, e rằng nằm xuống đây không phải là hai cái xác mà là ba cái. Giang Trừng vẫn chưa xem kỹ vết thương của mình, nhưng khẳng định là rất nặng. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng nề, hơn nữa là linh sủng bổn mạng của mình, đối với triệu hồi của mình đã không còn bất kỳ phản ứng gì không trải qua thời gian nghỉ dưỡng lâu dài, sợ là không khôi phục được nữa. Nhưng lại chui ra hai người hoa không biết trời cao đất dày, ở đây quấy dày không yên. Giang chừng không lãng phí được thời gian này. Đại hàng đầu sư cổ tay khẽ lật, một pháp khí đen như mực, tạo hình kỳ quái liền xuất hiện trong tay y, đồng thời hai mắt khép hờ, tay trái điều khiển, miệng lẩm bẩm, sắp xuất ra đòn sát thủ, gợi yota s ít hai tên kỳ quái này, khiến chúng trở thành một đôi quỷ hồ đồ. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, giơ bàn tay lên, một trưởng nhẹ như bay về phía trước. Nguyên khí trời đất xung quanh đột nhiên quay cuồng. Sang trừng đại hàng đầu sư chỉ cảm thấy trong nháy mắt, một luồng sức mạnh cực mạnh đè xuống, giống như phong ba biển lớn, đột nhiên bao phủ lấy y. Vừa mới tập trung được một chút sinh lực, lập tức tiêu tan hoàn toàn. Sương cốt toàn thân như bị đè lên rung cành cạch, đừng nói đến giơ tay điều khiển làm phép, cả việc nhấc ngón tay lên, cũng trở nên khó khăn vô cùng, cơ thể trên dưới mỗi tắc trên da, đều có thể cảm nhận được luồng chân áp mạnh vô song đó. Hoàn toàn không thể chống đỡ lại. Giang trừng đại hàng đầu sư hé miệng, cả nửa tiếng cũng không phát ra được. Đặc biệt khiến Giang trừng sợ hãi chính là, luồng sức mạnh không ngừng đè lên thân thể y đó, không thể di chuyển, thậm chí còn đang xuyên thấu qua da thịt y, từng chút một thấm vào cơ thể y, rất nhanh giải rác đến xương thịt tứ chi của y, toàn thân mỗi một kinh mạch, đều bị ép đến nỗi phải ngừng lại. Linh sủng bổn mệnh vốn không hề có chút cảm ứng nào đối với việc triệu hồi của y, trong nháy mắt bừng tỉnh, dốc toàn lực dãy dụa luồng chèn ép cực mạnh này, nhưng chỉ cần xoay một chút, liền kiệt quệ chút sức lực cuối cùng, toàn thân cứng ngắc, cũng không thể cử động được gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Giang Trừng cảm thấy rõ, luồng sức mạnh cực lớn đó, bốn phía xoay quanh linh sủng bổn mạng của y, cuồn cuộn không ngừng. Đây là Tiêu Phàm hạ thủ lưu tình, đồng thời cũng đang cảnh cáo y chỉ cần Tiêu Phàm muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể gởi Iota S chết linh sủng bổn mạng của y. Đối với bất kỳ vị hàng đầu sư nào mà nói, linh sủng bổn mạng bị gởi Iota S thì cũng có nghĩa là sinh mệnh của mình hoàn toàn kết thúc. Cho dù là ma cưu đại quốc sư sư phụ y cũng không thể ngoại lệ. Giang Trừng đang liều mạng chống đỡ. Sau một hồi, Giang Trừng cảm thấy luồng sức mạnh vô song đó bỗng nhiên chuyển hướng, như thủy triều rút ra khỏi cơ thể y. A à, Giang Trừng không kiềm được hét lớn, ra sức phun một luồng hỗn khí bị nén trong lòng ngực ra, hít một hơi không khí trong lành vào. Nếu luồng sức mạnh vô song đó lại trấn áp tiếp, Giang Trừng e rằng bản thân sẽ không chịu nổi, nổ tung mà chết rồi. Nhưng ngay sau đó, Giang Trừng liền cảm thấy không đúng. Lồng ngực của hắn trống rỗng. Linh sủng bổn mạng vốn ở vùng ngực của y, mượn hơi ấm của y để sưởi ấm, là một con rắn nhỏ lưng đen dài không đến một xích, cũng rời khỏi cơ thể y cùng với luồng sức mạnh như thủy triều kia. Giang Trừng đột nhiên nhìn lên, chỉ thấy linh sủng bổn mạng đã nằm gọn trong tay Tiêu Phàm, vẫn như là một cái vòng tròn, cuộn tròn trong lòng bàn tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng có hứng thú nhìn con rắn nhỏ cứng đờ, giống như đang quan sát sủng vật rất thú vị này, trên mặt còn hiện lên một nụ cười nhẹ. Một luồng hơi lạnh thấu xương, đột nhiên giải khắp xương cốt tứ chi Giang Trừng, như rơi vào một vực thẳm không đáy bị luồng hơi cực lạnh từ đại ngục đóng băng thành một cái muộn băng. Tiêu Phàm cầm linh sủng bổn mạng của y, chẳng khác nào cầm tính mạng của y. Người hoa đến từ đất nước xa xôi này, chẳng những công lực thâm hậu không đoán được, thậm chí còn tinh thông tất cả của hàng đầu sư, vừa ra tay liền chế ngự được y, không có chỗ nào có thể vùng vẫy được. Đương nhiên, nếu Giang Trừng không phải bị trọng thương trước, Tiêu Phàm mạnh như thế, y cũng tự tin để đánh một trận. Nhưng, hiện tại, Giang Trừng đại sư ta nghĩ chúng ta có thể từ từ nói chuyện. chương 507, thuật ẩn nấp. Người muốn ta thế nào? Giang trừng nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong giọng nói tràn đầy oán hận, nhưng nhiều hơn là sợ hãi và bất lực. Khi bản thân yếu đuối nhất, bị người khác ức hát yêu ta ép, cảm giác này khiến cho người ta căm phẫn vô cùng. Nếu bình đẳng quyết đấu mà chiến bại, tin rằng tâm trạng Giang Trừng nhất định sẽ không như bây giờ. Với tâm lý này của Giang Trừng, Tiêu Phàm rất hiểu nhưng cũng không để ý tới, vẫn lẳng lặng đứng trước mặt Giang Trừng như thế, chậm rãi nói. Giang Trừng Đại Sư, hãy dẫn ta đi tìm, xích viêm thảo. Không được, Giang Trừng gần như là phản xạ có điều kiện la ầm lên. Chỉ là y thật sự quá yếu, mặc dù bị kích động, là cũng không lớn tiếng nổi. Giang Trừng Đại Sư, chỉ sợ ngươi không có lựa chọn nào khác. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tay phải nắm con rắn nhỏ, bóp nhẹ, Giang Trừng chỉ cảm thấy một cơn đau âm ỉ kinh khủng truyền đến, xương sống của mình rung, canh cách dường như bất cứ lúc nào có thể bị siết chặt đến dập nát. Dù là như thế, linh sủng bổn mảng của Giang Trừng không hề phản ứng, đối với bất kỳ ký bản quyền tê ý bản quyền bên ngoài nào, con rắn này đã bị tê liệt hoàn toàn. Cũng chính là sức sống của động vật dũng mãnh hơn con người, con người nếu đến tình trạng như vậy, thì về cơ bản cũng không cần cứu nữa, toi mạng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng con rắn nhỏ này, chỉ cần cứu chữa kịp thời, lại có cơ hội sống sót. Giang trừng đại sự, đừng làm lỡ thời gian nữa. Bằng không, người chịu nổi, linh sủng bổn mạng của người thì không chịu nổi nữa rồi. Cơ khinh xa ở một bên dùng ngôn ngữ bản địa lạc già nhẹ giọng nói, giọng điệu có hơi lạnh. Thật ra thời gian của họ cũng không còn nhiều, không biết Tô Nam và thầy trò Nguyên Thành Tử có thể kiên trì được bao lâu. Một khi ma cưu đại quốc sư vội trở về, tất cả trở thành sôi hỏng bỏng không? Tiêu Phàm dù có tự tin hơn, cũng không nghĩ rằng ở trang viên Ma Cưu, dưới sự vây đánh của đại đa số hàng đầu sư, còn có thể chiến thắng Ma Cưu đại quốc sư, thoải mái lấy đi, xích viêm thảo. Tình hình Nguyên Thành Tử và Tô Nam đang đại chiến ở Hoàng Phủ của Ma Cưu, Tiêu Phàm thấy rất rõ ràng. Vị đại quốc sư chẳng những hàng đầu thuật thần thông, trình độ võ thuật cũng rất cao cường, đối với việc vận dụng sức mạnh của trời đất, có thể nhớ nằm lòng, thành thạo. Khắp nơi đều là kẻ địch sự dũng mãnh này tuyệt đối không hề kém hơn dung thiên tổ sư người chưa từng được gặp mặt. Ở hoàn cảnh thích hợp, một trọi một giao thủ, tiêu phàm cũng không nghĩ mình có thể tất thắng. Giang Trừng không trả lời cơ khinh xa, thật sự y cũng không có thời gian để trả lời. Cùng lúc cột sống cực đau, càng thấy đầu óc như bị siết chặt, một luồng sức mạnh vô song từ bốn phương tám hướng từ từ dồn vào trong đầu óc y, tiếng ầm ầm bên tai, trong chốc lát, đại hàng đầu sư hoàn toàn không cách gì có thể suy xét. Giống như ngày tận thế sắp đến vậy. Giang Trừng không kiềm được hồn bay phách lạc. Cha Tấn Linh sủng bổn mạng của y, là gián tiếp cha tấn thân thể y, đang trong lúc dự liệu thì lực lượng đó xâm nhập thẳng từ não bộ vào, là điều mà bất luận thế nào Giang Trừng cũng không nghĩ tới. Cảm giác trong đầu óc không phải là đau đớn, điều này hầu như không nghi ngờ, Giang Trừng một chút cảm giác đau đớn cũng không có, nhưng nỗi sợ hãi thậm chí còn nhiều hơn là đau đớn. Dường như có một loại tư tưởng khác cưỡng ép xâm nhập tâm trí y, suy nghĩ của y bị trục xuất. Giang Trừng cảm thấy rất rõ, đây là một loại sức mạnh to lớn của pháp thuật. Tuy trái ngược hoàn toàn với pháp thuật của hàng đầu sư, nhưng kiên quyết là sức mạnh pháp thuật. Thân là đại hàng đầu sư, phải đối mặt với mối đe dọa của cái chết, Giang Trừng còn có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng với sự uy hát yêu ta ép biến thành cái xác không hồn, rốt cuộc cũng không kiên trì nổi. Được, ta đồng ý. Cắn răng, Vô cùng khó khăn mới nói được vài chữ từ miệng, Giang Trừng chỉ cảm thấy giọt sức lực cuối cùng của cơ thể, cũng theo đó mà rời khỏi, thân thể của mình biến thành một cái vỏ trống rỗng. Cái gọi là dầu hết đèn tắt, có lẽ chính là cảm nhận như vậy. Cảm giác giống như vậy, Giang Trừng lại trải qua một lần nữa. Luồng sức mạnh khổng lồ xâm nhập vào trong tâm trí y đó, lập tức như thủy triều rút khỏi, toàn thân từ trên xuống dưới, một sự thoải mái khó nói thành lời. Giang Trừng lại là kẻ lưu manh vừa đồng ý, liền vùng vẫy đứng dậy, ai ngờ chưa đứng vững, liền lảo đảo một cái, chân mềm nhún, lại ngã xuống đất. Thật sự thể lực đã cạn kiệt, thương tích nghiêm trọng. Tiêu phàm khẽ cho mày, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng, thấu qua lòng bàn tay, tuôn vào thân thể con rắn nhỏ trong tay. Con rắn nhỏ vốn cứng ngắc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lưỡi rắn thụt thò, trở nên vô cùng sinh động, thậm chí còn bò trong lòng bàn tay tiêu phàm. Chỉ có điều bất kể nó cố gắng như thế nào, cũng không thể rời khỏi, bàn tay lớn, này, mỗi lần muốn thoát khỏi lòng bàn tay tiêu phàm, liền bị một luồng sức mạnh vô hình chặn lại. Thử mấy lần liên tiếp đều không đánh mà lui, con rắn nhỏ cũng đành ngoan ngoãn ở trong tay tiêu phàm. Cùng lúc đó, Giang Trừng đang ngã trên mặt đất cảm thấy một luồng hơi thở ấm áp bao lấy cơ thể mình, vốn bị ép đến sạch sẽ, kỳ kinh bát mạch không còn một chút sức mạnh nào, đột nhiên trở nên tràn đầy. Thắt lưng Giang Trừng giản ra, dễ dàng đứng dậy lần nữa, lần này, đương nhiên là chắc chắn hơn, nhưng nhìn về hướng ánh mắt của Tiêu Phàm đã từ oán hận biến thành vô cùng kính nể. Người trẻ tuổi đến từ đất nước Trung Hoa xa xôi này trong tay nắm sức mạnh của trời đất mãi mãi cao hơn mình, trong ấn tượng của Giang Trừng dường như duy chỉ có sư phụ Ma Cưu Đại Quốc sư có thể đạt tới trình độ như vậy. So sánh với Tiêu Phàm mà nói, rốt cuộc ai mạnh ai yếu thật sự không thể nhận xét được. Một người mạnh như vậy, cho dù y không phải là hàng đầu sư cũng tuyệt đối không phải là đối tượng mình có thể đối kháng được. Nhưng, chính mình mang theo một người mạnh như vậy tiến đến, thánh tuyền, thế thì, xích viêm thảo, thật sự nguy hiểm rồi, mất đi, xích viêm thảo, sau khi sư phụ trở về, làm sao tha cho mình được. Trong lòng Giang Trừng nghĩ như vậy, lén lút vận tức, liền nghĩ thả, linh trùng của mình ra. Loại, linh trùng, này vô cùng nhỏ, mắt thường gần như khó phân biệt được, là ma cưu đại quốc sư đã tự mình ban thưởng, dùng để liên hệ với nhau trong trường hợp khẩn cấp. linh trùng đều là một đôi, một con giang trừng mang theo bên mình, còn khác thì do ma cưu đại quốc sư cất giữ. bất kể thả con nào ra, thì linh trùng sẽ chạy thẳng đến con còn lại, tuyệt đối sẽ không đi đường vòng. so sánh với âm quỷ của hàng đầu sư nuôi dưỡng mà nói, ưu điểm lớn nhất của linh trùng chính là bí mật, rất khó bị người ngoài nhận ra. nhưng nhược điểm là không cách nào truyền tin tức đi một cách chi tiết được. vì thế ma cưu đại quốc sư quy định loại linh trùng này chỉ trong những trường hợp cần thiết nhất mới được sử dụng một khi linh trùng bay đến chính là đại diện cho giây phút sinh tử của chủ nhân đã đến người nhận được linh trùng sẽ dốc toàn lực đến cứu viện linh trùng này vốn là ma cơ ban cho môn nhân đệ tử coi như là phương pháp bảo đảm tính mạng cuối cùng lại là vật tiêu hao mang tính một lần sau khi sử dụng một lần linh trùng sẽ lập tức tử vong chỉ có thể do sư phụ thưởng một đôi khác giờ đây giang trừng thả linh trùng ra cũng là bất đắc dĩ nhưng một lúc sau, Giang Trừng liền biết mình đã nhầm. Linh trùng vừa mới rời khỏi người y, Giang Trừng chỉ cảm thấy vùng đang điền thất lại, lập tức liền trở nên giống như cục bột nhão, chân khí nội tức, nửa phần cũng không động đậy được. Tiêu phàm chia tay trưởng vào không trung, một con trùng còn nhỏ hơn cả con muỗi, bỗng nhiên liền bay lên tay tiêu phàm. Ngay sau đó, Giang Trừng liền mất đi cảm ứng của Linh trùng. Giang Trừng đại sư, nếu đã hợp tác thì phải mang thành ý ra ta hy vọng đây là lần cuối cùng tiêu phàm chậm rãi nói giọng điệu mang theo vài phần không hài lòng một tiếng quẹ miệng giang chừng hơi mở một ngụm máu tươi phụt ra linh trùng tuy nhỏ nhưng lại nối liền với tâm mạch của y linh trùng bị diệt tâm mạch liền bị trọng thương giang chừng đại sư nếu ta là ngươi thì sẽ ngoan ngoãn hợp tác đừng gây chuyện nữa ta tin chắc ở chỗ xích viêm thảo khẳng định là còn có người canh giữ Người hà tất một mình gánh hết tất cả mọi chuyện. Cơ khinh xa ở một bên nhẹ giọng nói. Giang trừng đờ mặt, im lặng, nhưng dưới chân lại tăng nhanh tốc độ. Nữ nhân này nói không sai, bảo vệ, xích viêm thảo, không phải trách nhiệm của một mình y. Hiện giờ tính mạng nằm trong tay người ta, y không thể không hợp tác. Nếu thật sự mất, xích viêm thảo, sư phụ trách phạt, tất nhiên khó sống, nhưng nếu lại gây sự, e rằng khó sống tới lúc đó. Tình hình nguy cấp, tạm lo trước mắt hơn nữa lực lượng bảo vệ xung quanh thánh tuyền mạnh cỡ nào tất cả đều là sư phụ tự mình bố trí thỏa đáng hai tên này muốn tự chui đầu vào lưới thế thì cầu còn không được nghĩ như vậy vướng mắc của giang trừng liền được tháo gỡ dẫn theo tiêu phàm và cơ khinh xa đi nhanh về phía trước trong mê cung tuy nhiên tiêu phàm và cơ khinh xa không phải là người sớm nhất trong tối hôm nay đột nhập vào trong mê cung này có một người còn đến sớm hơn cả bọn họ đó là người có vóc dáng thấp bé, người đàn ông bản địa vẻ mặt đen đen, khoảng 50 tuổi, tướng mạo bình thường, cái duy nhất không giống người thường là đôi mắt của lão, trong đêm tối ánh hào quang phát ra xanh biếc, thậm chí còn làm người ta cây ết yêu ta ép sợ hơn mắt sói trong đêm đen. Sai vừa, một trong những người mạnh nhất của nạp cát phái, gần với đại hàng đầu sư của giáo chủ Tô Nam. Thuật ẩn nấp, có một không hai trong giáo, dù là giáo chủ Tô Nam cũng không bằng. Sai Vượng cũng là sư đệ chính thống của Tô Nam, đệ tử cuối cùng của Đại quốc sư tiền nhiệm, tâm phúc tín nhiệm nhất ở trong giáo của Tô Nam, cũng là chủ lực đột kích trang viên ma cưu trận này, tất cả hy vọng của Tô Nam đều đặt cược vào lão. Nếu như nói, cả thiên hạ còn có một người có thể đột phá phòng ngự trang viên ma cưu một cách vô thanh vô tức, tiếp cận, xích viêm thảo, Tô Nam cho rằng, người này không ai ngoài Sai Vượng. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là, nhiệm vụ lần này hôm nay, không phải từ phân phó của Tô Nam, mà là sái vượng chủ động muốn đến. Sái vượng trong khi tu luyện thì lọt vào bình cảnh, trừ khi có thể phá được bình cảnh lên một tầng cao hơn, bằng không âm quỷ đang không ngừng phát triển sẽ cắn trả. Nhưng tu vi cao thâm đến độ như lão, muốn đột phá bình cảnh, thực sự nói dễ hơn làm. Xích viêm thảo cũng trở thành hy vọng duy nhất của sái vượng. Đối với sái vượng mà nói, không lấy được xích viêm thảo chính là con đường chết, nhiều lắm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ vài năm mà thôi. Thời gian càng kéo dài, âm quỷ càng cắn trả dữ dội tới lúc chết thảm vô cùng. Với việc ngồi chờ chết, không bằng thử mạo hiểm một lần. Nếu thành công thật, không những phá vỡ được xiềng xích của bản thân, tu vi tiến nhanh, có thể giải trừ được thảm họa của tô nam và nạp cát phái. Đúng là một công đôi việc. Dựa vào sự hy sinh hào hiệp của ba vị đồng môn, đương nhiên cũng dựa vào thuật ẩn nấp vô song kỳ diệu của mình bí mật đột nhập vào khu vực trọng yếu của trang viên Ma Cư. Bình minh đã lên rồi, chương 508, thạch trận. Mê cung trong nội thành trang viên Ma Cư rất lớn, nhưng sai vượng đã chuẩn bị chu đáo, cũng đã sớm nuôi dưỡng một loại linh trùng có thể dò đường. Loại linh trùng này có cái đầu rất nhỏ, nhỏ gần với linh trùng liên hệ mà Ma Cư ban cho bọn họ, cho dù ở giữa ban ngày, nếu chỉ có một con linh trùng bay múa, người bình thường cũng rất khó phát hiện. Đoán được tổng cộng có 6 linh trùng dò đường, đây là thứ hàng đầu sư đã chuẩn bị để tu luyện ẩn nặc thuật. Có linh trùng này dò đường, hàng đầu sư mới có thể thành công tránh sự theo dõi của người khác. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, loại linh trùng dò đường này chẳng khác nào là hệ thống giám sát phi ba trên chiến trường. Tuy nhiên hàng đầu sư tu luyện ẩn nặc thuật bình thường, có thể nuôi dưỡng hai 3 linh trùng cũng đã rất giỏi rồi. Chỉ có sai vượng một đại hàng đầu sư có thiên phú kiệt xuất trên ẩn nặc thuật như vậy mới có thể nuôi nhiều đến 6 đôi linh trùng. Dựa vào linh trùng dò đường, mê cung lớn của ma cưu trang viên đối với sai vượng mà nói, về cơ bản là thùng rỗng kêu to. Đi đường vòng cũng không sao cả, sai vượng chỉ cần thời gian ngắn đã đi ra khỏi được mê cung. Một tòa đại pháp trận hiện ra trước mắt sai vượng. Tòa pháp trận này tổng cộng do 12 đầu trận tuyến tạo thành, mà cái gọi là đầu trận tuyến lại là 12 cái cột đá cao lớn. Mỗi cái cột đá đều khoảng một người ôm. Trên cột đá khác một đồ án cổ quái, trên đỉnh cột đá lại là một đầu quỷ dữ tợn. 12 đầu quỷ, hình thái khác nhau, nhưng theo những đồ án khác trên cột đá, mơ hồ có thể phân rõ được, dường như là 6 nam 6 nữ, hoặc là nói, là lục âm lục dương. Sai vượng từ trên cột đá, cảm nhận được hàn âm khí kinh người. Đại bộ phận quốc thổ nước Đan Mạn đều gần xích đạo. Có thể nói là một trong những quốc gia có nhiệt độ trung bình cao nhất, chính là quốc gia cực nhiệt. Những cột đá đó đều không phải là xây dựng ở sâu dưới lòng đất, mà là xây dựng lộ thiên giữa núi. Lúc này là tháng nóng nhất trong cả nước, mặc dù là vào ban đêm, về lý cũng tuyệt đối không nên cảm nhận được âm hàn khí kinh người như vậy ở trong này. Loại âm hàn khí này và băng tuyết lạnh hoàn toàn không giống nhau. Băng tuyết có thể cho con người cảm giác lạnh, tuy nhiên mặc nhiều quần áo có thể đỡ lạnh, nhưng loại khí âm lạnh này lại căn bản cũng không phải loại con người có khả năng chống cự. Tới hơi gần một chút, khí âm lạnh sẽ trực tiếp xuyên qua khe vào trong xương cốt. Nháy mắt khiến tất cả xương cốt tứ chi của con người đều đông cứng. Đây là âm hàn quỷ khí tới từ địa phủ. Sai vượng nhìn xa xa 12 cột đá này, ánh mắt lập tức bắt đầu hít lại. Y là đại hàng đầu sư, đương nhiên có thể cảm nhận được loại âm hàn quỷ khí này đặc biệt không giống bình thường. Rất nhiều hàng đầu thuật của Nam Dương đều tu luyện ở nơi âm u ẩm ướt, sai vượng cũng gặp không ít tổng đàn của phái nạp cát cũng có nơi âm hàn chuyên môn này. Nhưng mà âm hàn quỷ khí đạt đến trình độ như vậy, trước đây sai vượng cũng chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ nghe thấy. Sai vượng gần như lập tức có thể kết luận, xích viêm thảo, ở ngay chỗ này, ngay tại giữa pháp trận. Chỗ này, chính là cái gọi là nơi cực âm của quốc gia cực nhiệt. Thậm chí pháp trận này, đều là dựa vào nơi cực âm mà kiến tạo nên. Bởi vì loại quỷ khí lạnh này vô cùng lạnh, uy lực pháp trận lập tức tăng lên nhiều, pháp trận âm hàn bình thường, căn bản không thể đánh đồng với pháp trận ở nơi này. Từng cổ khí lạnh gần như mắt thường có thể thấy được, cuồn cuộn không vây quanh 12 cột đá. Xuyên qua hàn khí khói đen cuồn cuộn đó, sai vượng mơ hồ nhìn vào pháp trận, dường như có một chỗ âm hàn quỷ khí hơn, tất cả khí lạnh đều phát ra từ chỗ ấy. Trong lòng sai vượng nhảy loạn lên. Không thể nghi ngờ, chỗ ấy hẳn là trận nhãn của pháp trận. Nếu đoán không lầm, cũng có thể là nơi sinh trưởng của xích viêm thảo. Là một đại hàng đầu sư, cảm giác của sai vượng đối với xích viêm thảo so với người bình thường khác nhau rất lớn. Thật giống như kho bạc nhà nước so với dân cờ bạc, thuốc viện so với kẻ nghiện, người đẹp so với quỷ háo sắc. Xích viêm thảo là thần dược ước mơ tha thiết của tất cả hàng đầu sư. Đối với sai vượng, ý nghĩa của xích viêm thảo lại càng không tầm thường. Có cây, xích viêm thảo, này, Sai Vượng liền có thể đột phá bình cảnh, nâng cao một bước, thậm chí trình độ trên hàng đầu thuật có khả năng siêu việt Tô Nam, trở thành đệ nhất hàng đầu sư của phái Nạp Cát, thậm chí là của cả nước Đan Mạn. Dù là như thế, Sai Vượng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Càng là thời điểm quan trọng, lại càng phải vững vàng. Sai Vượng cũng không phải là hàng đầu sư vừa mới nhập môn sơ cấp, trẻ tuổi thích kích động. Có thể tu luyện tới mức độ như ngày hôm nay, sai vượng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Việc tốt không cần vội. Sai vượng rất cẩn thận sau khi ẩn núp sau núi đá, hai mắt sáng lóe lên, bắt đầu cẩn thận điều tra tình hình trong trận. Dưới pháp nhãn của gã, một đám xương đen hỗn độn ở trong mắt người thường, lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều. Pháp nhãn miễn cứng có thể nhìn thấu màn xương đen này. Ở giữa 12 cái cột đá vây quanh quảng trường không lớn này, ở chính giữa quảng trường, lại một cái ao cái ao không lớn, chỉ khoảng hơn 20 mét vuông mặt nước, cái ao do từng loại vách tường năm đen nham thạch xây thành, nhìn thoáng qua, chính là một giếng nước quý. Màn xương đen âm hàn cuồn cuộn, chính là bốc lên từ bên ngoài ao. Cái ao là ngọn nguồn của âm hàn quỷ vụ, sương mù quá nồng, đến sai vượng có pháp nhãn, cũng khó có thể nhìn thấu. 12 cái cột đá tạo thành đại pháp trận, bao quanh cái ao cực kỳ chặt chẽ. Thần niệm lực của sai vượng căn bản không đi vào thăm dò được tuy rằng phỏng đoán theo lẽ thường, trong ao, hẳn là nơi sinh trưởng của xích viêm thảo. Nhưng sự việc quan trọng như vậy, không tận mắt nhìn thấy, trong lòng luôn không nỡ. Sai vượng ngẫm nghĩ một chút, tay trái nắn bí quyết, nhẹ nhàng bắn ra. Một con linh trùng mắt thường khó nhìn thấy liền vỗ cánh, vô thanh vô tức bay về phía cái ao, trong nháy mắt, liền không vào được bên trong sương mù. Bỗng nhiên, một tiếng kêu sắc nhọn chợt vang lên trong đầu sai vượng dựa vào thần niệm lực hùng mạnh của sai vượng, cũng không chống chịu được, một trận mê muội trong đầu. Sai vượng bị chấn động, cắn mạnh một cái vào đầu lưỡi, đau nhức, cảm giác mê muội trong đầu lập tức biến mất, khôi phục lại sự tỉnh táo. Sai vượng lập tức nhận thấy, mình đã mất đi hơi thở của linh trùng. Kinh ngạc này, không phải là nhỏ. Sai vượng lập tức nắn bí quyết tác pháp, kiệt lực triệu tập linh trùng, cũng không phản ứng chút nào, liên hệ giữa gã và linh trùng bị chặt đứt triệt để rồi sai vượng dùng thủ đoạn một chút trong lòng bàn tay đặt một con linh trùng kỳ nhỏ đây con linh trùng phối đôi với con linh trùng dò đường vừa rồi một con đực và một con cái trùng được dò đường trùng cái cảm ứng hình thành một hệ thống trinh sát đầy đủ mà bây giờ trùng cái bụng hướng lên trời sáu chi cứng ngắc vẫn không nhúc nhích đối với triệu tập cảm ứng của sai vượng cũng không có nửa phần đáp lại âm quỷ linh trùng mà hàng đầu sư nuôi dưỡng bình thường đều là có đôi có cặp cũng là truyền thống của hàng đầu thuật rồi. Tuy nhiên một đôi linh trùng, trên thực tế là loài lưỡng tính. Trong đó một con xảy ra vấn đề, con khác khẳng định cũng chạy không thoát. Thật giống như quan hệ giữa hàng đầu sư và linh sủng bản mạng. Bây giờ sâu cái cương bắn, có thể lường trước được, trùng được khẳng định cũng đã chết. Sai vượng không khỏi rất là đau lòng. Linh trùng dò đường đó, quả thực bồi dưỡng không dễ. Đối với sáu đôi linh trùng không biết hao tốn của gã bao nhiêu tâm huyết. Trong nháy mắt ngay ở chỗ này tổn thất mất một đôi, lại ngay cả trong ao rốt cuộc có cái gì đều không biết gì cả. Sai vượng rất đau lòng, cũng rất tức giận. Rất xa, một tiếng rú thảm thiết long trời lở đất truyền đến. Sai vượng biến sắc, cổ tay vừa lật, một con côn trùng khác xuất hiện trong lòng bàn tay gã ta. Sáu chi cứng nhắc như nhau, chết oan chết uống. Đây là linh trùng của một trong bốn người đồng hành với gã ta đã gửi nuôi, tương đương với bản mạng bài. Trùng còn sống, nói lên rằng người còn sống. Trùng chết rồi, người khẳng định cũng sẽ không còn. Hai linh trùng gửi nuôi lúc trước đã chết rất, thể hiện hai gã sư đệ đã chết trận. Bây giờ con linh trùng gửi nuôi cuối cùng cũng đã chết cứng, đã nói lên gã sư đệ cuối cùng cũng đã chết trận. Bốn người xông cửa, không đến hai tiếng, chỉ còn lại một mình gã ta. Nếu gã ta lại lỡ tay, thì hẳn là toàn quân bị tiêu diệt rồi. Tô Nam giáo chủ và gã ta khổ tâm mưu đồ, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng trước mắt pháp trận lớn như thế này, hoàn toàn không nhìn thấu được, khiến sai vượng có một loại cảm giác không tốt, luôn không kìm nổi hết hồn, dường như mình chỉ cần đặt một bước chân vào trong đó, lập tức sẽ xảy ra tình huống cực kỳ nguy hiểm. chương 509, Người khổng lồ Sai vượng do dự Bây giờ nếu gã ta lui ra ngoài, hẳn là còn kịp. Ba người đồng môn vừa mới chết trận, Đoán chừng ma cưu trang viên tổn thất cũng không nhỏ, cho dù là tổn thất của hàng đầu sư, ít nhất đã có 3 người trở lên. Như vậy, toàn bộ trang viên khẳng định sẽ rất hỗn loạn. Muốn trong thời gian ngắn hồi phục thi triển cảnh giới, về cơ bản là không có khả năng. Tình hình hỗn loạn như vậy, dựa vào thuật ẩn nặc nổi tiếng của mình, vô thành vô tức rời khỏi trang viên, nắm chắc thành công đến 7 phần trở lên. Cho dù bị người ta phát hiện tung tích, mình muốn chạy trốn, những người trong trang viên này cũng không chắc ngăn được. Nếu như vậy, xích viêm thảo kia nửa phần hy vọng vào cũng không có, thậm chí cũng đừng nghĩ đột phá bình cảnh nữa. Sau mấy năm nữa, mình sẽ trở thành thức ăn trong miệng âm quỷ, bị âm quỷ do chính mình nuôi dưỡng biến thành thức ăn, ăn hết sạch sẽ. Mà dù sao, chẳng phải còn vài năm hòa hoãn nữa hay sao? Nói không chừng trong mấy năm này, gã ta lại có thể tìm ra cách khác để đột phá bình cảnh. Chẳng phải là tốt hơn nhiều so với liều mạng ở trong này sao? điều này ai có thể chắc chắn được. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ý niệm lòng vòng trong đầu sai vượt, nhìn về phía màn xương đen kia, thần sắc sợ hãi lẫn tham lam lóng lánh, trần chờ hạ không được quyết tâm. Vào lúc này, bộ ngực gã ta nhảy dựng lên. Một con linh trùng khác, xèo xèo, kêu lên. Đây là Tô Nam đang thúc giục gã ta. Gã ta và Tô Nam đã sớm có trao đổi linh trùng gửi nuôi. Đào tạo nhiều năm như vậy, linh tính linh trùng cực cao. Tiếng, xèo xèo, vừa kêu như vậy, sai vượng lập tức có thể cảm nhận được sự cấp bách của Tô Nam. Bên kia mái hiên, Tô Nam đau khổ ngăn cản sự công kích của Ma Cưu, xem chừng cũng khó có thể chống đỡ được. Hơn nữa, Tô Nam cũng giống như gã ta, biết rõ, ba vị sư đệ khác đã chết oan uổng, chỉ còn lại có một mình sai vượng. Tình thế thật đã vạn phần nguy cấp. Sai vượng quyết định chắc chắc, không nghĩ cái khác nữa, cổ tao vừa lật, trong tay phải liền xuất hiện một pháp khí đen nhánh, tay trái nắn bí quyết, miệng niệm chú. Từng đoàn từng đoàn xương đen bay lên, dần dần ngưng tụ thành bốn bóng người màu đen, thân hình cao lớn, miệng mũi mơ hồ dị thường. Đi! Sai vượng quát một tiếng lạnh người. Từng đợt âm phong thổi qua, bốn bóng người màu đen nhẹ nhàng bay tới các cột đá khác nhau. Sai vượng lại thân hình như mèo, hướng về chính giữa hai cây cột đá ở bên phải, bắn xuyên qua, động tác nhanh như điện. Nếu ẩn nạc thuật đã không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh cứng rắn xông vào thôi bốn bóng người đen đen này chính là đầy tớ âm hồn mà sai vượng nuôi họ đều là người cõi âm tỏa ra khí lạnh kinh người tuy nhiên so với âm khí ma quỷ mà hai cái cột đá tỏa ra thì vẫn còn kém xa khi vừa đến gần cột đá vốn là động tác rất nhanh nhưng lập tức lại trở nên vô cùng chậm chạp không gian lúc đó dường như đột nhiên bị đông cứng đối với chuyện này sai vượng sớm đã có dự tính trước thả bốn đầy tớ âm hồn ra, chẳng qua là để phân tán sức mạnh của thạch trận. Muốn có được, xích viêm thảo, thì phải do sai vượng đích thân ra tay, đầy tớ âm hồn không có năng lực như thế. Sai vượng vừa đến gần cột đá, liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ 18 tầng địa ngục mãnh liệt ập đến. Trong chớp mắt, sai vượng cảm thấy máu trên cơ thể mình đều đóng thành băng cả rồi. Sai vượng lật cổ tay, trong tay gã xuất hiện một vật màu đỏ, cạch một tiếng, đồ vật màu đỏ kia vỡ ra, một luồng hơi nóng bốc lên bao vây lấy gã trong nháy mắt đã chắn được luồng khí lạnh đang mãnh liệt nhào tới nắm được cơ hội này sai vượng nhanh chóng lao xuống cái ao cách đó không xa bỗng hàn quang lóe sáng một ánh đao sáng như tuyết rực rỡ từ trên trời rơi xuống một vòng tròn lóng lánh xoẹt qua màn đêm tĩnh mịch rớt thẳng xuống đỉnh đầu sai vượng thật to gan cùng lúc đó một tiếng quát hung bạo ùm ùm vang lên trên đầu sai vượng tốc độ của ánh đao này không quá nhanh nhưng khí thế mạnh mẽ, sắc bén vô cùng, một đao thôi cũng đủ làm phong tỏa xung quanh, bất luận đến từ hướng nào cũng chẳng khác gì tự chui đầu vào giò. Sai vượng cực kỳ hoảng sợ, trong lúc cấp bách, không suy nghĩ được gì, chân đang bước, lập tức đứng lại, vội vàng lui lại phía sau. Ở rất xa, tiêu phàm và cơ khinh xa vừa lúc nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. Công phu tuyệt đẹp, hai hàng lông mày tiêu phàm khẽ dương lên, giật mình nói. Động tác này của sai vương nhìn qua thì đơn giản, kỳ thực thì rất khó. Trừ phi võ công và khả năng phản ứng đều đạt đến trình độ thượng thừa, nhưng tuyệt đối cũng khó tránh phải đứng trước cửa sinh tử. Đổi lại, người có công phu kém một chút, e rằng sẽ bị đao kia sẻ làm hai mảnh. Động tác như thế, bình thường dường như không hề có tác dụng, nhưng lúc luyện tập, lại gian nan vô cùng, rất ít người có thể kiên trì tập luyện. Lại bình thường không nghĩ đến, trong thời khắc quan trọng, kiểu luyện tập này có thể cứu mình một mạng vị đại sư nạp cát này xông vào trận, kể cả là ở trung thổ cũng có thể nói là cao thủ võ thuật nhất đẳng. Lại nhìn đối thủ của gã, càng làm người ta sợ hãi. Một đao đã làm sai vượng phải lui bước, một bóng người khổng lồ dần dần hiện ra trong màn đêm tối. Người này có làn da ngăm đen, khuôn mặt mang đặc trưng rất rõ ràng của dân vùng này, không thể sai được. Đây là người lạc già, không thể giả được. Chỉ có điều đây là một người dân bản địa được, phóng to, lên rất nhiều thân cao chừng hơn 2 mét, bên hông kẹp một chiếc đai lưng da trâu to bản, đinh đồng trên chiếc đai lưng được lau chùi đến nỗi có thể phát sáng được. Cởi trần nửa thân trên, cả người như một khối thịt bằng sắt. Cho dù là dưới ánh trăng lờ mờ, cũng làm cho người ta có cảm giác áp lực vô cùng. Đây là một người khổng lồ chính thống. Đã quen nhìn thấy những người dân bản địa gầy còm, bỗng nhiên lại thấy một người khổng lồ như thế. Cho dù điềm tĩnh như tiêu chân nhân đây, cũng cảm thấy có chút hoảng hốt cây đao dài trong tay người khổng lồ càng làm người ta choáng váng. Đây là một lưỡi đao khổng lồ hơi cong, nhìn qua có chút giống với đao của võ sĩ đông đảo, nhưng to hơn rất nhiều. Chiều dài lưỡi đao trên một mét rưỡi, trong ánh sáng lập lè lộ ra một luồng khí thanh mùi máu. Chỉ có những cây đao đã từng dính qua rất nhiều máu tươi, mới có thể lộ ra được mùi máu tanh. Y là ai vậy? Cơ khinh xa hạ giọng hỏi Giang Trừng. Đây là cơ an ni đại lực sĩ tiếng tăm nhất của bộ tộc chúng tôi, cũng là sư đệ của tôi. Giang Trừng thấp giọng đáp, ngữ khi có chút tự hào, nhưng lại không kìm được rụt cổ một cái, như là sợ cơ an ni phát hiện. Một khi bị người ta biết được là y đưa người ngoài vào vùng trọng địa, dù cuối cùng không có tổn thất gì, mà cưu chắc chắn cũng không tha cho y. Y cũng là đại sư sao? Cơ khinh xa lại hỏi. Dĩ nhiên, y cũng giống như tôi, là đại hàng đầu sư nếu không thì nơi quan trọng thế này làm sao có thể để y đích thân chấn thủ. Đàn ông bình thường, cho dù thân hình cao lớn, thể lực khỏe mạnh, nhưng trước mặt đại hàng đầu sư cũng không chịu nổi một đòn. Cơ An Ni nếu không phải là đại hàng đầu sư, thì cùng lắm cũng chỉ là vệ sĩ tuần tra ở trang viên Ma Cư. Cơ khinh xa không nhịn được lại liếc nhìn cơ An Ni một cái, trong lòng luôn có cảm giác có chút cổ quái. Đại hàng đầu sư, thân hình to lớn, như vậy, còn cầm cây đao dài sáng loáng, kỳ thực vẫn kém xa hình tượng đại hàng đầu sư trong đầu cô. Xích viêm thảo có ở bên trong không? Sự chú ý của tiêu phàm nhanh chóng chuyển sang người khổng lồ, nhẹ giọng hỏi. Huyền vũ giáp không có bất kỳ tác động qua lại gì với tất cả thạch trận kia. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tác dụng che đậy của thạch trận. Lực của thần niệm vừa mới đến gần, cũng nhanh chóng bị bắn ra. Đúng, xích viêm thảo, ở ngay trung tâm, thánh tuyền. Giang Trừng cũng không giấu giếm, dù sao cũng đã đưa người đến đây, giấu giếm chuyện này cũng không cần thiết nữa. Thánh Tuyền Cơ khinh xa hỏi ngược lại. Thánh Tuyền là suối được hình thành từ mạch đất cực âm, âm khí trong vòng 100 dặm đều được tập trung lại. Bằng không, xích viêm thảo cũng không thể mọc được ở đây. Cơ khinh xa gật gật đầu. Có phải những nơi có, xích viêm thảo, đều có thánh tuyền, như thế không? Giang Trừng lắc đầu, nói không hẳn là như vậy, không giống nhau. Mạch đất cực âm không nhất thiết là suối, cũng có thể là một sơn động, thậm chí là một tảng đá. Hơn nữa, cho dù là địa mạch cực âm, cũng chưa chắc sẽ mọc được, xích viêm thảo cái này thực sự phải dựa vào vận may. Tiêu phàm và cơ khinh xa cùng gật đầu, bày tỏ rất tán đồng. Cái gọi là, linh vật của trời đất, nếu ở đâu cũng có thì còn gọi gì là linh vật nữa. chương 510, chuột nhỏ một Ở mái hiên bên kia, Sai Vượng và Cơ An Ni đều không phát hiện ra có người đang nhìn trộm, chỉ là bốn mắt đều đang nhìn nhau. Sai Vượng từng bước lui về phía sau, lui về bên ngoài thạch trận. Cái khí lạnh đến thấu xương kia cũng chỉ mới bớt đi vài phần, thiếu chút nữa cả người bị đông cứng, sức sống cũng dần hồi phục được mấy phần. Cơ An Ni mở rộng hai chân bằng vai, cây đao dài trong tay tà tà chỉ xuống đất, hệt như ma quỷ đến từ thời cổ xưa, lạnh lùng nhìn thẳng Sai Vượng, cũng không đến tấn công nữa cả người y đứng bên trong thạch trận, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng một chút khí lạnh nào. Ngươi là cơ an ni. Suốt cuộc sai vượng cũng dừng lại, lui về sau một bước, ánh xanh trong mắt lóe lên, lạnh lùng hỏi. Vị này chính là đại hàng đầu sư hiếm thấy của, bất cổ phái, hành sự trong giới hàng đầu cũng rất khiếm tốn. Dưới những tình huống bình thường, đều khổ luyện trong trang viên, rất ít khi đi lại ở bên ngoài, cho nên không được nổi danh cho lắm. Tuy nhiên, tối nay, Sai Vượng đặc biệt xông vào trang viên Ma Cư, việc này đương nhiên mấy đại hàng đầu sư chấn thủ trong trang viên đều biết. Đúng, ta chính là Cơ An Ni, ngươi là ai? Cơ An Ni cao giọng đáp, mặc dù không có ý nâng cao âm điệu, nhưng vẫn khí thế cuồn cuộn, làm người khác giật mình. Sai Vượng ngừ lạnh một tiếng, không trả lời. Ánh mắt màu xanh lục của Cơ An Ni đảo qua, đột nhiên nói. Nghe nói, phái nạp cát, có một vị đại hàng đầu sư tu luyện được thiên nhãn thần thông tên là Sai Vượng, có phải ngươi không? Thiên nhãn thần thông, rất có tiếng tăm trong hàng đầu thuật, nhưng người thực sự có thể luyện thành lại là số ít. Điều kiện thứ nhất, chính là cần phải có thiên phú, không có thiên phú, dù có đầy đủ những điều kiện khác cũng chỉ uổng công. Thiên nhãn thần thông là một kỹ xảo phụ trợ, rất khó trực tiếp gợi yêu ta ít người giành chiến thắng khi đấu pháp. Tương đối mà nói, là việc làm vô bổ, điều kiện tập luyện vô cùng hà khắc, những đại hàng đầu sư thực sự bằng lòng bỏ thời gian luyện tập loại võ thuật này là rất ít. Thiên phú của sai vượng vốn không hề xuất chúng, nhưng lại có duyên với kỹ xảo. Vì nguyên nhân nào đó mà đã có được một cây linh thảo, sau khi ăn đơn dược đã luyện thành từ linh thảo, để gã có được thiên phú nào đó thích hợp với việc tu luyện thiên nhãn thần thông và có được thành tựu như ngày hôm nay. Sai vượng cười lạnh nói. Trông người thô kệch, ngốc nghếch, nhưng lại biết được không ít chuyện nhỉ bởi vì thân hình gầy gò nhỏ con, nên đối với những gã có vóc dáng cao lớn, tướng mạo đoan chính hay là da trắng nõn nà, sai vượng đều thấy phản cảm. Cảm thấy những kẻ khốn cây ếch yêu ta ép này sẽ bởi vì ưu thể của thân thể, từ trên cao nhìn xuống, cười nhạo gã. Đặc biệt là cái tên cơ an ni này, thực sự cao to quá mức rồi. Nếu tính về, thể tích cũng không biết ba người như sai vượng có chống đỡ nổi một cơ an ni hay không, có lẽ phải bốn người may ra mới hủy nhau nói láo cơ an ni gầm lên giận dữ đại hàng đầu sư khổng lồ này tính khí có chút nỏng này sai vượng dám vô lễ y liền lập tức mắng lại đồ khốn phái nạp cát nhà ngươi dám xông vào thánh địa phái bất cổ của bọn ta quả thực là chết cũng chưa hết tội nộp mạng đi cơ an ni gầm lên như sấm bước ra khỏi thạch trận múa đao chém về phía sai vượng cây đao kia không có bất kỳ hoa văn gì không có bất kỳ hậu thuẫn gì đặc điểm duy nhất chính là sức mạnh. Với tranh lệch về giá người và thể lực của Sai Vượng và Cơ An Ni, Cơ An Ni quả thật không cần có hậu thuẫn, chém một đao hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải sự phản công của Sai Vượng. Bất kể trong tay Sai Vượng có binh khí hay không, dưới một đao này cũng không khác gì tờ giấy trắng. Lúc trước khi luận võ ở thủ đô, Tiêu Phàm nhận một đao của Liễu Sinh Hùng thôi cũng đã như được mở rộng tầm mắt, quả thực là không đâu địch nổi. Tuy nhiên, nếu Liễu Sinh Hùng gặp một đao của cơ An Nhi, chỉ sợ là sẽ xấu hổ đến nỗi từ nay trở đi không dám cầm đao nữa. Không gì có thể địch nổi. Loại tấn công này hoàn toàn không cần suy nghĩ xem đối thủ chống đỡ thế nào, đánh nhau mới cực kỳ vui sướng. Sai vượng không ngờ cơ An Nhi nói đánh là đánh, không hề nhân nhược. Không khỏi hoảng sợ, sai vượng nhích chân, cơ thể như người vượn, miệng mắng. Đúng là đại ngốc, thật hung hãn. Khốn cây ếch yêu ta ép. Cơ An Ni hai lần liên tiếp chịu nhục, lại càng nổi giận lôi đình, thu đao về, xài bước truy kích, một tiếng, bá, một đao chém ngang. Cồm phong gào thét, uy mãnh kinh người. Đối mặt với người khổng lồ lạc già vô cùng hung hăng, sai vượng không hề do dự liền phóng ra linh sủng bản mệnh của mình. Với loại đấu pháp này có bị đánh cũng không thể trả đòn lại được, quá thua thiệt. Dù thân thủ sai vượng rất cao, nhưng sau khi liên tiếp tránh được hai đao thì đao thứ ba thiếu chút nữa cũng bị đánh trúng nếu cứ đánh tiếp, sớm muộn cũng bị chém thành hai mảnh. Trang phục truyền thống của đan mạn quốc mà sai vượng mặc, tay áo rất rộng. Phi thân lên một ngọn núi giả, không tin nổi là có thể tránh được một đao của cơ an ni, ống tay áo dương lên, một bóng đen nhanh như tia chớp xông ra, vỏ tới trước mắt cơ an ni. Điều làm người ta ngạc nhiên là linh sủng bản mệnh mà sai vượng nuôi rất giống với loài chuột. Đầu nó rất nhỏ, cũng không to hơn chuột nhà là bao, thậm chí còn rất giống chuột nhà linh sủng bản mệnh mà các hàng đầu sư nuôi là thiên kỳ bách quái, vô cùng hiểm độc, có cả rơi, cả xà trùng. Lúc này mà xuất hiện một con chuột cũng không có gì là lạ. Tuy bộ dạng linh sủng bản mệnh này rất xấu xí, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Cơ An Ni vừa thấy con chuột này, vẻ mặt nhăn nhở độc ác liền thu lại, hai mắt như hai cái chuông đồng nhíu lại. Khi đang chuẩn bị dáng một đao, thì bỗng vung ngược tay lên, chiếc đao khổng lồ lao về phía con chuột, dường như vô cùng sợ nó linh sủng bản mệnh của hàng đầu sư dù là loài gì cũng tuyệt đối không thể xem thường. Linh sủng bản mệnh vẫn là thủ đoạn thường dùng nhất của các hàng đầu sư. Tuy cùng là đại hàng đầu sư, nhưng cơ an ni không dám mạo hiểm để con chuột hạ hàng đầu lên người mình. Chỉ tiếc là cây đao hung tàn kia dùng để đối phó với sai vượng. Đó là không đi mà không có lợi, đánh sai vượng đến nỗi chỉ có sức chạy trốn chứ không có sức chống trả. Thứ dùng để đối phó con chuột kia lại là pháo cao xạ đánh mũi dao châu mổ gà. Mấu chốt là, giao châu này không chỉ là mổ gà, mà là về căn bản không dùng được. Thấy cây đao lao tới, tia hung hăng trong con mắt xanh của chuột nhỏ kia chợt lóe lên, cả người hơi cuộn tròn lại, tránh được lưỡi đao. Trên móng chân trước ánh lên tia sáng nhỏ, nhìn kỹ lại không ngờ chính là mấy cái móng vuốt sắc bén, lập tức chụp lấy mặt cơ an ni. Cơ an ni hét một tiếng lớn, tay trái buông chuôi đao ra, đánh một quyền về phía chuột nhỏ. Đồng thời lui nhanh về phía sau. Sai vượng thả linh sủng bản mệnh ra, không ngờ là nó sẽ đánh nhau với cơ an ni, hít một hơi thật sâu, gã phi thân lên, một lần nữa xông vào thạch trận. Mặc dù chỉ đấu với cơ an ni có một lúc, nhưng người này, thân là đại hàng đầu sư, lại được ma cư phái đến chuyên chấn thủ khu vực trung tâm cuối cùng, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Linh sủng bản mệnh tiểu xảo linh hoạt chỉ có thể đánh cho y trở tay không kịp, nếu muốn gợi yêu ta y, quả không dễ dàng gì. Cuống hồ ba sư đệ cùng đến, đều bị mất mạng. Rất nhanh sẽ có những đại hàng đầu sư khác đuổi kịp đến đây, sai vượng không thể chậm trễ ở đây quá lâu. Khốn cây ép, -E cơ an ni giống lên. Nếu là đấu pháp bình thường, với động tác này của sai vương, cơ an ni hoàn toàn không coi ra gì, thậm chí còn vô cùng su y gờ sứ y gờ. Bất cứ một hàng đầu sư nào cũng không quan tâm đến linh sủng bản mệnh của chính mình, đó là hành vi tự tìm đến cái chết. Cơ An Ni chỉ muốn đập nát con chuột nhỏ kia, sai vượng cũng sẽ biến thành một đống thịt nát. Nhưng rõ ràng là tình thế hiện giờ hoàn toàn khác, cơ An Ni quyết không thể ngồi nhìn sai vượng lấy, xích viêm thảo, đi. Một khi, xích viêm thảo, gặp sự cố, dù có chém sai vượng thành trăm mảnh cũng không giải quyết được vấn đề gì. Sư phụ nhất định sẽ phanh thây xé xác y. Cơ An Ni múa đao, lấy ra một miếng hoa đao, hùng hục xải bước dồn con chuột kia đuổi vào bên trong thạch trận con chuột kêu meo một tiếng chói tai nhảy dựng lên đánh thẳng về phía cơ annie mục tiêu của ông ta lớn như thế dường như không cần nhìn kỹ chỉ bằng cảm giác cũng sẽ tính không sai đột nhiên một tiếng hô vang lên một cơn gió to thổi đến một bóng đen khổng lồ từ trên trời bay xuống trong chốc lát một cái miệng đầy máu há ra trước mặt con chuột đợi linh sủng bản mệnh của sai vượng chui đầu vào lưới audio điện tử võ tấn bền kết chương 510